Đào Minh Quân anh hùng cứu người dân Việt, quên thân mình ngày ngày chung lo Việt nước. Một lời thề vì dân chiến đấu, không ngại mình vì nước hy sinh, cho muôn đời Tổ quốc quang vinh. Việt Nam Đào Minh Quân, dân đang chờ ngày vui nó ấm, xóa tan bao nỗi lầm than. Việt Nam Đào Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa, Chính phủ và Việt Nam lâm thời, tiếng nói phục dân vận. Trân trọng kính mời Tổng thống Đào Minh Quân cùng tất cả quý đồng nhiệm trong Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời, Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa, làm lễ chào quốc kỳ, quốc ca Việt Nam Cộng Hòa. Bắt đầu! Sau đây là phút mặc niệm. Kính mời Tổng thống và quý vị dành một phút để tưởng kính hồn thiêng, sông núi, chư anh linh, tiền nhân, liệt tổ, các anh hùng dựng nước và giữ nước. Đặc biệt anh linh các chiến sĩ quân lực Việt Nam Cộng Hòa và đồng minh. Xin phù trì con cháu Việt Nam lạc hồng, tiếp tục sự nghiệp, lấy lại đất tổ, không làm khổ dân, phát triển đất nước, và cầu nguyện cho tất cả đồng bào, thân nhân đã bỏ mình trên biển cả, trong rừng sâu, trong ngục tù cộng sản, được siêu thoát vào cõi phúc. Phúc mặc niệm bắt đầu. Hỡi các đại nghĩa sĩ tân dân chủ, hỡi các anh chị em máu thịt Việt Nam, chúng ta cho dân tộc mà hình thành, vì dân chúng mà đấu tranh. Đúng như vậy này, đến mãi mãi muôn muôn về sau, là màu mỡ cho đất đai, là kết tụ của tiếng Việt, là tự hào, là di sản cho con cháu. Tinh và hồn luôn luôn cùng sông núi, sống thì phải cho lắm liên, mà đá cũng phải đá tự hào và hùng tâm. Sơn biến toàn dân tham chiến, đồng một lòng lương tiến kiêu hùng, đập tan sông lực mạnh đông, gái trai giữ vững non sông muôn đời, xương thịt nắm niềm cười chín suối, hồn hăng say tiếp nối hy sinh. Vàng danh xa gần vì tổ quốc văn thân đáng trọng, xác thịt tan danh
dân thờ, voi hùng chết để gặp ngàn hồn thiêng xa bay, nhưng da vẫn còn lòng tưởng kính hương một liệt sĩ, lặng cúi đầu quyết sẽ noi gương muôn người dâng nén tâm hương cầu hồn siêu thoát. Tiếng nói cục dân vận xin trân trọng kính chào Tổng thống Đào Minh Quân, kính chào Bộ Tư lệnh Chiến lược Toàn quốc cùng quý thành viên trong Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời, Đệ tam Việt Nam Cộng hòa, và kính chào đồng bào thân thương trong và ngoài nước. Lời cầu nguyện: trân trọng kính mời Tổng thống cùng quý đồng nhiệm và đồng bào nghiêm trang cùng dâng lời cầu nguyện. Chúng con là các đồng nhiệm của Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời, Đệ tam Việt Nam Cộng hòa, nguyện xin đấng tối cao, trời Phật, hồn thiên sông núi, các bậc tiền nhân, anh hùng dựng nước và giữ nước, phù hộ độ trì cho chúng con sớm hoàn thành sự nghiệp giải thể chế độ tà quyền cộng sản tại Việt Nam, lấy lại đất tổ, không làm khổ dân. Lời cầu nguyện chấm dứt. Trân trọng kính mời Tổng thống cùng quý đồng nhiệm và đồng bào theo dõi chương trình. Bài hát trong sông lăng ta lưu truyền lại trong dân gian, từ Trưng Vương đánh Tô Đình quân Hán tiêu tan, cờ Phất giữa Mê Linh truyền nữ tướng Lê Trân, cùng toàn quân cùng toàn dân đánh tan giặc Tàu. Bài hát trong sông lăng ta lưu truyền lại cho dân Nam, bạch đằng giang những chiếc thuyền phơi xác ngổn ngang, cùng với hương đạo vương thể quyết giữ giang sơn, thể quyết đánh quân Nguyên khó thoáng che dài.
kính chào Tổng thống Đào Minh Quân, Bộ Tư lệnh Chiến lược Toàn quốc cùng toàn thể quý vị đại biểu, thành viên đồng nhiệm. Tôi, thành viên Cục Dân vận, xin chia sẻ huấn thị điều hành căn bản do Bộ Tư lệnh Chiến lược Toàn quốc đề ra. Trân trọng kính mời Chính phủ Quốc gia Việt Nam Lâm thời, Đệ tam Việt Nam Cộng hòa, Bộ Tư lệnh Chiến lược Toàn quốc lấy lại đất tổ, không làm khổ dân. Huấn thị điều hành căn bản, chiếu điều lệ, nội quy và chủ trương đường lối của Chính phủ Quốc gia Việt Nam Lâm thời đã đề ra trong chủ thuyết Tân Nhân Chủ và Hiến ước Lâm thời do Thủ tướng ký ban hành ngày 6 tháng 6 năm 2009. Bộ Tư lệnh Chiến lược Toàn quốc yêu cầu tất cả các giới chức đồng nhiệm thành viên trong Chính phủ Quốc gia Việt Nam Lâm thời phải tuyệt đối tôn trọng và thi hành 3 đề mục trong huấn thị điều hành căn bản sau đây. Điều 1. Tất cả các giới chức, cán bộ, thành viên đã nghiên cứu, học hỏi, giúp đỡ lẫn nhau để hiểu rõ và nắm vững đường lối, chủ trương của Chính phủ Quốc gia Việt Nam Lâm thời. Chính phủ này là một cơ chế có chính nghĩa và chính danh do 3 thế hệ Việt Nam khai sinh. Chính phủ này đang nỗ lực đương đầu triệt hạ chế độ tà quyền cộng sản tại Việt Nam để giúp dân cứu nước và phục hồi truyền thống văn hóa, kỷ cương, riêng mối đạo nghĩa của dân tộc Việt Nam đã bị cộng sản hủy diệt. Do đó, tác phong, quân kỷ phải luôn được nhắc nhở, đề cao và thi hành nghiêm túc. Điều 2. Trong công cuộc đấu tranh, tình chiến hữu luôn được tôn trọng và trân quý, nhưng phải biết tự kiểm soát lời ăn tiếng nói, cách xưng hô hay hành động. Không nên quá thân mật vượt qua giới hạn của tình cảm trai gái. Cán bộ và quân nhân các cấp phải luôn tôn trọng thượng cấp và cư xử hòa nhã với thuộc cấp. Triệt để không hống hách hay dùng những lời xúc phạm, bàn ra tán vào sau lưng các đồng nghiệp, gây mâu thuẫn, chia rẽ nội bộ. Điều 3. Cán bộ giới chức, đồng nghiệp các cấp nên lắng nghe ý kiến của mọi người, nhưng phải biết phân biệt đúng, sai, thiện, ác, chính tả. Luôn giữ tư cách ôn hòa, bình tĩnh, không to tiếng tranh cãi, dù bất đồng ý kiến. Cách ăn mặc phải lịch sự, chỉnh tề, cư xử hòa nhã, nhân ái, kính lão đắc thọ, thương mến giúp đỡ người chung quanh. Với quyết tâm lấy lại đất tổ, không làm khổ dân, cùng nhau ta cất cao lời thề son sắt: dân tộc Việt bất khuất, cương thổ Việt bất phân, nhân dân Việt bất ly. Huấn thị căn bản này phải nằm lòng, giữ gìn và thi hành. Xin trân trọng cảm ơn mọi người đã lắng nghe. Kim Huỳnh là thành viên của Chính phủ Quốc gia Việt Nam Lâm thời, Đệ tam Việt Nam Cộng hòa. Xin trân trọng kính chào Ngài Tổng thống Đào Minh Quân, kính chào Bộ Tư lệnh Chiến lược Toàn quốc, quý tướng lãnh, quý thành viên, đồng nhiệm trong Chính phủ Quốc gia Việt Nam Lâm thời, Đệ tam Việt Nam Cộng hòa. Kính chào quý đồng bào Việt Nam thân thương trong và ngoài nước. Hôm nay, chúng tôi được vinh dự đọc lại bài huấn từ của Ngài Tổng thống Đào Minh Quân nhân ngày lễ Quân lực Việt Nam Cộng hòa. Ngày 19 tháng 6 năm 2020, kính thưa đồng bào, thưa quý tướng lãnh, quý đại biểu, quý thành viên, đồng nhiệm, thưa quý niên trưởng, quý huynh trưởng, quý chiến hữu và các bạn thanh niên, thiếu nữ Việt Nam thân mến. Cách đây 55 năm, để ổn định tình hình đất nước, cố Trung tướng Nguyễn Văn Thiệu, Chủ tịch Ủy ban Lãnh đạo Quốc gia, sau này là Tổng thống đệ nhị Việt Nam Cộng hòa, đã ký sắc lệnh số 001
trên A, trên CT, trên LD, QG ngày 19 tháng 6 năm 1965 để thành lập nội các. Đó là ngày quân lực Việt Nam Cộng Hòa chính thức đứng ra nhận trách nhiệm với toàn dân để điều hành và quản trị quốc gia. Nhưng 10 năm sau, Cộng quân đã xé nát Hiệp định Paris do chúng ký kết để tấn công, cưỡng chiếm Nam Việt Nam ngày 30 tháng 4 năm 1975. Hôm nay, ngày 19 tháng 6 năm 2020, nhân lễ kỷ niệm quân lực Việt Nam Cộng Hòa, tôi là Đào Minh Quân, Tổng thống đệ tam Việt Nam Cộng Hòa, thay mặt cho đồng bào và tất cả quý thành viên cùng toàn thể hội đồng nội các cùng nhau thắp nén tâm hương tưởng kính những anh linh chiến sĩ quân lực Việt Nam Cộng Hòa và đồng minh đã hy sinh vì lý tưởng tự do. Xin đại diện cho những người Việt bị Cộng sản cướp nước, chúng tôi trân trọng bày tỏ lòng tri ân đến chính phủ và nhân dân Hoa Kỳ cùng tất cả đồng minh của người Việt Nam trên toàn thế giới. Cũng nhân dịp lễ từ phụ của Hoa Kỳ, Father's Day, chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời, đệ tam Việt Nam Cộng Hòa, trân trọng vinh danh những người ông, người cha, người anh và các em, các cháu, đặc biệt là những vị anh hùng vô danh, 58.721 quân nhân Hoa Kỳ cùng với 316.000 chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa và đồng minh đã hy sinh bảo vệ tự do, che chở cho đồng bào Việt Nam thoát sự khủng bố, sát hại của Cộng quân. Dù đã nằm xuống, nhưng chiến sĩ và anh hùng dân tộc không bao giờ chết. Lòng hy sinh và sự chiến đấu quả cảm, kiên cường của họ đã trở thành bất tử. Là hồn linh, khí thiêng của chúng ta đã biến quân lực Việt Nam Cộng Hòa trở thành niềm hãnh diện, đầy tự hào của biết bao thế hệ con rồng, cháu tiên. Tinh thần anh dũng, bất khuất của quân lực Việt Nam Cộng Hòa và đồng minh sẽ mãi mãi là ánh thái dương để xua tan bóng ma tội ác, triệt hạ hoàn toàn chế độ Cộng sản tại Việt Nam và trên hoàng vũ. Linh hồn của họ luôn bên cạnh chúng ta để độ trì, phù trợ cho chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời, đệ tam Việt Nam Cộng Hòa thêm vững mạnh, thành công trong quyết tâm phục hồi chế độ Việt Nam Cộng Hòa trên quê hương. Hiện nay, giang sơn gấm vóc của chúng ta đang bị Cộng sản thống trị. Chúng đã lộ nguyên hình là một đảng cướp phi nhân, vô đạo, tai sai tàu cộng để thực hiện mật ước thành đô với ý đồ muốn biến nước ta thành một quận lỵ của chúng. Cộng sản Việt Nam đã nhu nhược để Hoàng Sa, Trường Sa và nhiều quần đảo, đất đai của chúng ta lọt vào tay Tàu Cộng. Bọn chúng đang đồng lõa với Tàu Cộng để khủng bố dân lành, đầu độc dân sinh, cầm tù những nhà ái quốc, triệt hạ nhân tài, phá hủy kỷ cương, diền mối, đạo đức chân chính của người Việt Nam với âm mưu Hán hóa dân ta. Nhà văn Hà Thúc Sinh có viết: ở đây cơm áo co vòi lại, chỉ biết mình thôi, không biết ai. Và ngục sĩ Nguyễn Chí Thiện, người bị Cộng sản cầm tù 28 năm, cũng từng thở than: vì ấu trĩ, vì thờ ơ ngu tối, vì muốn an thân, vì tiếc máu xương, cả nước phải quy về một mối hận thù, một mối tang thương. Tổ quốc đang lâm nguy, dân chúng đang bị Cộng sản đàn áp, sống lầm than thống khổ. Những người trai thế hệ, những hậu duệ anh hùng, quả cảm quân lực Việt Nam Cộng Hòa, những anh thư,
hào kiệt, trí thức không thể khoanh tay đứng nhìn. Chúng tôi kêu gọi mọi người, mọi giới, mọi thành phần quốc gia dân tộc, mọi giai cấp và tất cả các tổ chức, đảng phái chính trị, xã hội trong cộng đồng Việt Nam toàn cầu cùng tham gia chiến dịch ký đạp mặt Hồ Chí Minh là tên gián điệp Việt Giang Tàu Cộng, dứt khoát lập trường không chấp nhận Cộng sản, mạnh mẽ dấn thân với chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời đệ tam Việt Nam Cộng Hòa để giúp dân cứu nước, phục hưng chế độ Việt Nam Cộng Hòa hữu thần, nhân đạo, độc lập, tự do và dân chủ thật sự trên quê hương dấu yêu. Việt Nam phải thay đổi, chế độ Cộng sản phải bị triệt hạ. Tất cả đồng minh, toàn thể nhân loại yêu chuộng công lý và hòa bình sẽ nhập cuộc với chúng ta. Nhất định chúng ta phải quyết tâm đoàn kết, cùng nhau triệt hạ Đảng Cộng sản Việt Nam, giải thể cái gọi là Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam vô thần, tay sai giặc Tàu, đang thống trị, kìm kẹp, diệt chủng dân tộc chúng ta. Chắc chắn, những người Việt Nam yêu nước, sáng suốt và can đảm sẽ tạo thành đại cuộc toàn thắng vĩ đại để thực thi bản hiến pháp đệ tam Việt Nam Cộng Hòa, hầu mang đến cho toàn dân một đời sống tự do, hạnh phúc, ấm no, giúp cho tương lai con cháu Việt Nam được sáng lạng, huy hoàng, hãnh diện sánh vai cùng năm châu bốn biển. Nguyện xin đấng tối cao, trời, Phật, hồn thiên sông núi và anh linh tử sĩ luôn độ trì, ban cho chúng ta được sức khỏe, bình an và tâm nguyện lấy lại đất tổ, không làm khổ dân, được thành đạt, viên mãn. Trân trọng kính chào Tổng thống Đào Minh Quân. Cảm ơn quý vị và các bạn đã liên lạc gửi ý kiến đến Bộ Tư lệnh Chiến lược Toàn quốc. Mời quý vị và các bạn tham gia trưng cầu dân ý bằng cách nhấn vào link dưới đây. Trưng cầu dân ý viết tắt .us hay www.chinhphuquocgiavietnamlamthoi.trungcauduanyviettac.com. Kính chúc quý vị được nhiều sức khỏe và bình an. Xin trân trọng kính chào. Thất thu sẽ không phải đóng thuế, chỉ áp dụng tối đa 10%
thu hoạch sau khi khấu trừ các phần tiêu tốn và dựa trên lợi tức bình quân của gia đình. Nếu lợi tức gia đình dưới mức trung bình sẽ được cứu xét cho hoàn toàn miễn thuế. Khoản 3.10.1.2 miễn tất cả các sắc thuế trong vòng 3 năm kể từ ngày văn bản này được chính thức ban hành, hay một năm sau khi Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời để tam Việt Nam Cộng Hòa được quốc tế và quốc dân đồng bào ủng hộ để chính thức công khai hoạt động tại quốc nội. Khoản 3.10.1.3 các mức thuế đánh trên lương thực, nước uống, thuốc men, sách vở và dụng cụ cho học sinh, sinh viên được hưởng tiêu chuẩn quốc tế chỉ bị đánh thuế bằng 1/2 của những mức thuế khác. Tuy nhiên, tất cả các loại nước ngọt và sinh tố không được hưởng quy chế này. Riêng mức đánh thuế trên các thuốc lá, bia, rượu, tất cả các loại là cao nhất, có thể gấp nhiều lần mức thuế thông thường. 3.10.2 tư sản và điền trạch. Khoản 3.10.2.1 tài sản cá nhân. Tất cả những tư liệu, tài sản, đất đai của cá nhân đã đăng ký hợp lệ với Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời để tam Việt Nam Cộng Hòa sẽ trọn vẹn thuộc sở hữu cá nhân đó. Các tài sản bị Cộng sản trưng thâu, tịch thâu sẽ được hoàn trả lại cho sở hữu chủ có giấy tờ hợp lệ. Trong những trường hợp tài sản bị Cộng sản tịch thâu hay cướp đoạt đem bán cho đệ tam nhân sẽ tùy trường hợp để cứu xét. Khoản 3.10.2.2 đất đai ruộng vườn. Việt Nam là một nước nông nghiệp, nông dân phải được đặc biệt giúp đỡ. Nếu đang trực tiếp khai khẩn trồng trọt trên miếng đất nào đều được cấp phát bằng khóa sở hữu chủ để tiếp tục canh tác. Riêng các khoản ruộng vườn thuộc phần hương hỏa và thừa tự sẽ được cứu xét hợp tình hợp lý. Khoản 3.10.2.3 nông nghiệp. Điều 3.10.2.3.1 nông dân Việt Nam luôn được Chính phủ giúp đỡ, ngăn chặn bọn lấy buôn ép giá, mua bán ổn định, được hướng dẫn nghiên cứu trồng lúa bốn mùa thay vì hai mùa như hiện nay. Những khi mất mùa hay thu nhập dưới tiêu chuẩn ổn định thì không phải đóng thuế mà còn được trợ cấp để gia cư an lạc ấm no. Điều 3.10.2.3.2 được cho vay vốn tiền lời thấp và phụ giúp phương tiện tiêu diệt nạn sâu rầy, giúp mua lúa giống phân bón giá rẻ để gặt hái thành công, bảo đảm không có nạn đói trên quê hương mà còn thăng dư để tồn trữ hay xuất cảng ra nước ngoài. Mục 3.10.3 tranh tụng quyền sở hữu chủ. Khoảng 3.10.3.1 tất cả những tài sản ruộng đất, nhà cửa bị Cộng sản cướp đoạt hay cưỡng bức chiếm đoạt của dân chúng sẽ phải được hoàn trả về cho các sở hữu chủ có giấy tờ hay bằng chứng hợp lệ. Chính phủ sẽ xét xử tùy theo trường hợp, nhưng ưu tiên cho công dân đệ tam Việt Nam Cộng Hòa sẽ được cứu xét trước, rồi đến quốc dân Việt Nam khác. Điều 3.10.3.1.1 những đất đai, ruộng vườn, nhà cửa và tài sản do tàu quyền Cộng sản Việt Nam sang đoạt của dân chúng nhưng đã bán cho đệ tam nhân sẽ tùy trường hợp giải quyết một cách công bằng theo quy định của Hiến pháp đệ tam Việt Nam Cộng Hòa. Đặc biệt, Chính phủ sẽ cho truy cứu những bằng khoáng do Cộng sản cấp sau ngày 30 tháng 4 1975. Điều 3.10.3.1.2 tất cả những tài sản cá nhân hay tập thể đã trao đổi, mua bán hay hợp đồng với Cộng sản Việt Nam sau ngày 16 tháng 2
1991 coi như bất hợp lệ, sẽ được đấu giá xung vào công quỹ để xây dựng và kiến thiết đất nước. 13.10.4 kinh tế, kinh doanh, giao thông, đê điều. Khoảng 3.10.4.1 kinh tế, kinh doanh, nhân viên công chức, công quyền trong nhiệm kỳ phải tuyệt đối tận tụy, tận tâm, tận lực với chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời, Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa, để tạo một khối siêu đoàn kết cực mạnh từ trung ương đến địa phương để phục vụ toàn dân. Điều 3.10.4.1.1 tất cả quân cán chính trong hệ thống quốc hội, quân đội, công chức, công quyền trong thời gian tại nhiệm, tại ngũ hay còn nhiệm kỳ làm việc tuyệt đối không được thành lập công ty riêng, kinh doanh cho cá nhân, gia đình hay liên kết móc nối các công ty trong nước, quốc tế, các thương hội kinh doanh bè phái bất hảo, thao túng độc quyền, bảo kê các lĩnh vực kinh doanh, thao túng thị trường dưới mọi hình thức để cạnh tranh với các tổ chức kinh doanh cá thể tư nhân. Nếu sai phạm sẽ bị đình chỉ công vụ, bị xử theo luật định cao nhất của Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa. Điều 3.10.4.2 công dân Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa muốn hoạt động kinh doanh phải có giấy phép và chứng chỉ nghiệp vụ đúng chuyên môn. Các ngành nghề bác sĩ, kỹ sư, luật sư, chuyên gia, chuyên viên đều phải tốt nghiệp đại học. Riêng các công việc liên quan đến sức khỏe của dân chúng đều phải do Bộ Y tế và chính quyền địa phương nơi cư ngụ xác nhận. Tất cả việc giao dịch, mua bán phải có chứng từ, hóa đơn. Nghiêm cấm khai man thu nhập, lòn lách luật lệ, làm giấy phép đại diện cho cá nhân khác hay công ty hoặc tập đoàn kinh doanh để trốn thuế, hoạt động phi pháp sẽ bị truy tố theo luật pháp của Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa hiện hành. Điều 3.10.4.1.3 nghiêm cấm tuyệt đối các hình thức kinh doanh, số điện toán, sổ số, đánh số đề, cờ bạc trá hình, cho vay nặng lãi, đòi nợ thuê, đánh bài trực tuyến, cá độ đá banh, vì sẽ dẫn đến hệ lụy nguy hiểm cho dân chúng. Khoảng 3.10.4.2 giao thông, đê điều, năng lượng. Muốn cho dân giàu nước mạnh phải biết tiến hành một cuộc cách mạng kinh tế, chỉnh đốn hành chính, khéo léo ngoại giao và ổn định chính trị. Tuy nhiên, đất nước Việt Nam hiện như người bệnh nặng mới bình phục, nếu cho thuốc quá liều sẽ gây nguy hiểm. Do đó, phải từng bước thực hiện, nhưng linh động như canh tân phương thức sản xuất, tái bố trí khu vực kinh tế, quân bình các cơn mậu dịch, quan hệ giao thông khôn ngoan, cải tiến phẩm chất quốc nội, tất cả chi tiết hay cải cách sẽ được nêu lên trong những tập tài liệu của Việt Nam Quốc tế Thương hội. Trước mắt phải cố gắng thực hiện những phương cách tạm thời sau đây. Điều 3.10.4.2.1 nới rộng quốc lộ 1, ít nhất 10 cây số phải có một trạm xăng và nhà vệ sinh công cộng sạch sẽ, có lối đi dành riêng cho nam nữ phân biệt. Cứ 50 cây số có trạm xá nghỉ ngơi với nhà vệ sinh công cộng sạch sẽ và lối đi dành riêng cho nam nữ riêng biệt. Thêm nhiều hướng lộ nối liền quốc lộ số 1 đến tận bờ biển, cao nguyên và các thôn xóm xa xôi. Tu bổ đường sắt xuyên Việt Nam Bắc, thêm các xa lộ và tỉnh lộ đến thành phố lớn, thêm phương tiện xe chở khách, xe buýt công cộng
thị, gia tăng thêm phương tiện tàu thuyền công cộng và phà qua sông lớn cho an toàn, bảo vệ môi trường, hạn chế tắc nghẽn giao thông đường bộ và đường thủy, giúp cho việc di chuyển vận tải, làm ăn buôn bán của dân chúng thêm dễ dàng thuận lợi. Điều 3.10.4.2.2 dẫn thủy nhập điền để màu mỡ tươi thắm đồng bằng sông Cửu Long là huyết mạch của chúng ta và giúp việc di chuyển thuyền dễ dàng, củng cố đê điều miền Bắc để ngừa lũ lụt, trồng thêm cây rừng, tạo thêm công viên trong thành phố, ít nhất 5 cây số có một công viên và nhà vệ sinh công cộng sạch sẽ, có lối đi dành riêng cho nam nữ riêng biệt, đặt hệ thống hải vệ dọc bờ biển để bảo vệ cá con, tiêu giữ cá lớn gần bờ, giúp ngư phủ Việt Nam dù thiếu phương tiện vẫn có thể cạnh tranh được với tàu đánh cá nước ngoài, lại tránh nguy hiểm cho lưới cá ngoài khơi xa. Điều 3.4.2.3 sử dụng hệ thống năng lượng mặt trời solar hay dẫn điện đến nông thôn, chính phủ sẽ tài trợ nếu người dân muốn lắp đặt hệ thống solar. Những nơi tập trung đông dân phải có đèn đường cứ 20m hoặc 30m có một cột đèn, dân chúng được cung cấp nước uống sạch, có khử trùng và internet đến tận nông thôn. Chính phủ sẽ giúp cho mỗi nhà phải có một radio, 2 truyền hình, nhà vệ sinh và một điện thoại. Khoảng 3.10.4.3 bảo vệ môi trường và sinh thái. Trong tình hình biến đổi khí hậu hiện nay trên toàn cầu, những thiên tai và thảm họa về môi trường xảy ra rộng khắp nơi, làm ô nhiễm môi trường sinh sống của muôn loài, trong đó có không khí, đất đai, nguồn nước, thực phẩm, vân vân, mà tác nhân một phần do hoàn cảnh địa lý, nhiệt độ toàn cầu gia tăng, cộng thêm sự phá hoại vì vô ý thức hoặc do cố tình chủ mưu của ác nhân, các nhà đầu tư hay công ty nước ngoài trục lợi. Như trường hợp Việt Nam chúng ta, Trung Cộng đã chủ mưu đầu độc môi trường sinh sống của người dân Việt Nam trên khắp mọi miền đất nước, mà ảnh hưởng và thiệt hại rất trầm trọng, tạo nên cảnh lầm than chết chóc, đau thương cho biết bao dân Việt và các tỷ động vật, ngư sản bị tàn phá, thiệt hại về vật chất, tinh thần, đến hàng trăm năm có nguy cơ diệt chủng cả một dân tộc, như vụ Formosa, Bô Xích Tây Nguyên, vân vân, là những bằng chứng. Do đó nhân nhượng sẽ kiên quyết trừng phạt nặng những ai hay tập thể nào đã trực tiếp hay có âm mưu gây ra thảm họa môi trường sinh sống của dân Việt bằng bộ luật hình sự riêng biệt do Quốc hội lập pháp để tan Việt Nam Cộng Hòa soạn thảo chi tiết. Trong thời gian chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời để tan Việt Nam Cộng Hòa, nhiệm kỳ đầu tiên do Tổng thống Đào Minh Quân lãnh đạo, Quốc hội khóa 1 sẽ y cứ vào công pháp quốc tế tạm đưa ra luật hình sự về tội diệt chủng chống nhân loại để thi hành xét xử những cá nhân hay tập thể nào có liên can đến các vụ việc phá hoại môi trường, ảnh hưởng đến đất đai, rừng núi, sông biển, cây cối, ngư trường, tôm cá, thủy sản, cầm thú, chim muông, vân vân, và đời sống của người dân Việt Nam. Khoảng 3.10.4.4 bảo vệ dân với các làn sóng vô tuyến, một tầng sóng trên không gian của một quốc gia có ảnh hưởng rất nhiều đến sức khỏe và tuyệt đối chú ý những hệ thống network mobile, microwave, satellite network về viễn thông phải được quản lý quy mô lớn vì những tác động trên
người ở, không bao giờ quá 12 giờ trong ngày và phải được nghiên cứu, đo lường độ vi ba với những rào chắn sống chung quanh nơi có những trụ phát sóng. Dạ, Ngọc Nguyễn đã đọc xong phần 3-10 của Hiến pháp. Kính cảm ơn Ngài Đại đức Quốc công Tổng thống Đào Minh Quân, Đệ tam Việt Nam Cộng Hòa, Bộ Tư lệnh Chiến lược Toàn quốc và quý khán thính giả thương yêu của Cục Dân vận đã lắng nghe. Kính chúc sức khỏe tất cả và xin hẹn kỳ tới. Trân trọng. Kim Huỳnh là thành viên của Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời, Đệ tam Việt Nam Cộng Hòa. Xin trân trọng kính chào Ngài Tổng thống Đào Minh Quân, kính chào Bộ Tư lệnh Chiến lược Toàn quốc, quý tướng lãnh, quý thành viên, đồng nhiệm trong Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời, Đệ tam Việt Nam Cộng Hòa. Kính chào quý đồng bào Việt Nam thân thương trong và ngoài nước. Sau đây, chúng tôi xin được phép đọc thông báo Lục Giác Đài vừa hoàn thành. Đệ tam Việt Nam Cộng Hòa, Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời, văn phòng thường trực, lấy lại đất tổ, không làm khổ dân, PO Box 2807 Anaheim, California 92814. Thông báo Lục Giác Đài vừa hoàn thành. Ngày 14 tháng 6 năm 2020. Kính thưa đồng bào và quý đồng nhiệm, nhờ được bề trên độ trì, sự giúp đỡ của chính quyền địa phương và lòng quyết tâm cố gắng tận tụy của quý tướng lãnh, thành viên có nhiệt tâm và nhiệt tình quyết vượt qua mọi trở ngại, khó khăn của khí hậu nghiệt ngã, nắng gió sa mạc, nên việc xây dựng Lục Giác Đài vừa hoàn thành tốt đẹp. Lục Giác Đài được Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời, Đệ tam Việt Nam Cộng Hòa, cho xây dựng tại Tụ Nghĩa Đường, số 10800 Sierra Road, Adelanto, California, một nơi linh thiêng cũng để tưởng kính những chiến sĩ Hoa Kỳ đã hy sinh trong khi phục vụ cho cả hai quốc gia Việt Nam và Hoa Kỳ trước ngày 30 tháng 4 năm 1975. Trong thời gian này, Tổng thống Đào Minh Quân là Trung úy Quân lực Việt Nam Cộng Hòa, trưởng đơn vị đặc nhiệm Hắc Hổ Black Tiger tại Đông Hà, Quảng Trị thuộc vùng 1 chiến thuật. Lục Giác Đài gồm 12 cột trụ bằng đá hoa cương và 6 bức tường đen. Mỗi bức tường có 2 mặt, tổng cộng là 12 tấm bia đen. Tấm bia đầu tiên có hàng chữ Lục Giác Đài và 3.721 vị và 11 tấm bia kế tiếp. Mỗi tấm bia có khắc tên 5.000 chiến sĩ trận vong Hoa Kỳ đã hy sinh tại Việt Nam, tổng cộng là 58.721 vị. 6 bức tường đen này được xây chung quanh một nền xi măng xanh với một ngôi sao 6 cạnh màu trắng và bệ thờ Đức Thánh Vương Trần Hưng Đạo cùng ngọn đèn tỏa sáng 5 đến 10 cây số, nên những người ở xa hay những phi cơ bay quanh vùng này đều có thể nhìn thấy. Vì thời tiết sa mạc nắng nóng và gió cát, nên công trình xây dựng Lục Giác Đài đến ngày hôm nay 14 tháng 6, 2020 mới xong. Đích thân Tổng thống cùng các giới chức, đại biểu và thành viên trong Chính phủ Đệ tam Việt Nam Cộng Hòa đã đến để thông công và khen thưởng quý đồng nhiệm đã xây dựng xong công trình Lục Giác Đài. Chỉ cần thêm phần trang trí, ánh sáng và thủy lương nữa là hoàn tất. Kính mời tất cả mọi người đến viếng thăm vùng thánh địa lịch sử này
để chạm tay vào 12 tấm bia đá của 6 bức tường với tấm lòng biết ơn và tôn vinh 58.721 chiến sĩ và gia đình của họ, đồng thời để thể hiện sự tri ân chính phủ và nhân dân Hoa Kỳ cùng những người đã dâng hiến hy sinh để bảo vệ nền tự do độc lập cho Việt Nam. Chúng tôi xin trân trọng biểu dương quý vị đồng nhiệm đang công tác tại Tụ Nghĩa Đường. Lòng dân đang hướng về chúng ta, quý thức giả, anh Thư, Hào Kiệt và các bạn trẻ Việt Nam yêu nước đang mạnh mẽ ủng hộ gia nhập chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời đệ tam Việt Nam Cộng Hòa, quyết tâm noi gương hy sinh giúp dân cứu nước của Tổng thống Đào Minh Quân. Ngài là ánh đuốc soi đường, làm nền tảng vững chắc để giải trừ chế độ tà quyền Cộng sản Việt Nam, đem hạnh phúc, ấm no và tự do dân chủ cho đồng bào thân yêu của chúng ta. Niềm tin của đồng bào vào thế chính nghĩa quốc gia ngày càng thêm vững mạnh dưới sự lãnh đạo anh minh, sáng suốt và nhân hậu của Tổng thống Đào Minh Quân, chắc chắn sẽ giúp cho công cuộc giải thể tà quyền Cộng sản tại Việt Nam tiến hành thuận lợi, thành công trong năm nay. Trân trọng thông báo Văn phòng Thường trực Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời. Cảm ơn quý vị và các bạn đã liên lạc gửi ý kiến đến Bộ Tư lệnh Chiến lược Toàn quốc. Mời quý vị và các bạn tham gia trưng cầu dân ý bằng cách nhấn vào link dưới đây. Trưng cầu dân ý viết tắt .us hay www.chinhphuquocgiavietnamlamthoi.trungcauduanyviettac.com. Kính chúc quý vị được nhiều sức khỏe và bình an. Hôm nay, tôi xin chia sẻ bài của một đồng nhiệm viết về bài hát Một Lời Thề do Tổng thống Đào Minh Quân sáng tác. Bài viết: Tổng thống Đào Minh Quân, nhà nhạc sĩ yêu nước, thương dân. Tổng thống Đào Minh Quân, người lãnh đạo của Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời, thường được biết đến như là một nhà lãnh đạo chống cộng, không khoan nhượng. Qua những bài diễn văn hùng hồn, đanh thép, khi nói đến cái gọi là chính quyền Cộng sản tại Việt Nam. Lời nói hùng hồn, tha thiết của ông đi tận vào tâm phế của người nghe, làm động tâm những người chưa quan tâm đến vận mệnh của đất nước. Ngài cũng thể hiện một sự tha thứ hiếm có, điều chỉ có ở những nhà tu hành đắc đạo, với tôn chỉ, chiêu hiền những kẻ lầm đường lạc lối, với những câu nói bất hủ, bỏ cọc còn việc, việc không giết việc. Ngài chủ trương dùng tình thương xóa bỏ hận thù để lấy lại đất nước trong hòa bình, để bảo tồn nguyên khí của đất Việt nhằm có lực lượng chống lại tàu cộng trong tương lai. Ngài Đào Minh Quân còn biểu lộ tư tưởng, khí phách của mình, lòng đau đáu yêu nước thương nòi qua những vần thơ, điệu nhạc do ông tự thân cảm hoài, sáng tác ra những bài thơ, bài hát bất hủ, xứng đáng là những kho tàng văn hóa để lại cho các thế hệ mai sau. Với bút hiệu Anh Thương, Ngài đã sáng tác ra những bài hùng ca mang tâm trạng của những người con xa mẹ Việt Nam, nhưng vẫn luôn nhớ về quê mẹ, nhớ về lời thề quyết lấy lại quê hương đang nằm trong tay lũ cộng phỉ. Bài hát Một Lời Thề được sáng tác theo phong cách tự sự da diết cộng với tính bi hùng của bản hùng ca. Giọng nhạc từ tự sự da diết chuyển qua dòng nhạc mạnh mẽ, nói lên ý chí, quyết tâm trở về của những người con yêu nước. Trong câu mở đầu bài nhạc, hình ảnh mẹ Việt Nam hiện lên đau khổ, kiên nhẫn chờ đợi ngày trở về của những đứa con. Ngài đã dùng hình ảnh quả tim vỡ để nói về quê mẹ Việt Nam, điều mà hầu như chưa có nhạc sĩ nổi tiếng nào nghĩ đến. Bao năm rồi mẹ khâu tim vụn vỡ. Hình tượng những quả tim vụn vỡ đã nói lên cái lòng của Ngài Đào Minh Quân
vỡ nát khi nghĩ về đất mẹ của mình, khi so sánh một đất nước Việt Nam thân yêu bị tan nát thành từng mảnh vụn. Chuyện này là sự thật. Đất nước Việt Nam đã bị bọn cộng sản tham tàn, sủng ngốc, phá nát ra thành nhiều mảnh vụn, văn hóa suy đồi, tình người trở thành chuyện cổ tích, đạo đức hèn kém, chính nghĩa nhường chỗ cho sự tà ác lên ngôi, nhân nghĩa trở thành huyền thoại. Vì mối đạo đức kính trên nhường dưới, xóm giềng tối lửa tắt đèn có nhau đã bị tận diệt bởi bọn cộng sản. Bọn chúng chỉ biết thực thi âm mưu Hán hóa và tiêu diệt người Việt do tên gián điệp tàu cộng Hồ Chí Minh đưa vào nước Việt thân yêu. Quý vị đang ở trong nước chắc rõ chuyện này hơn ai hết. Vì những cái chết hàng ngày, những sự loạn luân, những chuyện dâm loạn giữa thầy cô giáo và học trò, vân vân. Tuy thế, mẹ Việt Nam vẫn cố gắng trong bao nhiêu năm trời, ngày lại ngày chắp vá những mảnh tim vỡ, để mong chờ ngày quả tim đó sống lại, đập mạnh mẽ để đón đàn con trở về từ phương xa. Nhớ đàn con ly tán bốn phương trời. Ở đây, ngài quân đã nhắn nhủ với mọi người rằng, mặc dù bị mất nước, nhưng chúng ta không bao giờ tuyệt vọng, như sau này ông đã đúc kết trong Thập Bát Thức, câu 12. Dại dột nhất của ta là tuyệt vọng. Cho dù bao lâu, người mẹ vẫn trông ngóng đàn con về để dẹp tan giặc cộng, cho dù phải khóc khô nước mắt, khóc bằng máu của con tim. Ngày lại ngày, đợi trông khô mắt lệ. Chẳng những là lệ của bà mẹ Việt Nam, lệ ở đây cũng là lệ của những người con tha hương, biệt xứ, nhưng lòng vẫn đau đớn về quê mẹ từng giờ, từng ngày. Ngài quân cũng rơi lệ trong nhiều năm dài đăng đẳng vùi mình trong sa mạc để học chữ nhẫn. Ngày thì giải nắng dầm mưa, thi gan cùng gió cát. Đêm về thao thức chẳng ngủ trọn canh. Chung quanh bầy lang thú, độc xà vờn quanh. Lòng yêu quê hương, dân tộc đã tôi luyện cho ông quân từ một đại phú gia, trở thành một tu sĩ. Quý vị có thấy sự hy sinh của ông có giống với lúc Thái tử Sĩ Đạt Đa bỏ cung thành Vàng Son đi tìm đạo pháp cứu chúng sanh không? Nhưng những người con ly tán khỏi quê hương đã thề hứa sẽ quay về, nhất định sẽ quay về với mẹ Việt Nam thân thương, đang quằn quại trong xiềng xích của loài cộng nô. Con sẽ về, con sẽ về, mẹ ơi, con sẽ về. Đó là lời thề hứa da diết đến não lòng của những người con xa xứ, mong ngày trở về để phục quốc. Cho dù là sinh sống tại Hoa Kỳ, nơi có nhiều điều kiện sung túc, nhưng ngài Đào Minh Quân vẫn luôn nhớ lại mối nhục mất nước, trách nhiệm làm mất nước của mình với tư cách là một người quân nhân. Chỉ cần con tim, còn máu, còn nhịp đập thì những người con yêu nước như ngài không bao giờ quên đất nước, tổ quốc. Máu còn đây, tim còn đây, con không quên tổ quốc. Vậy so với Hồ Chí Minh, thì quý vị thấy ai yêu nước hơn ai? Quý vị tự trả lời đi. Mọi người yêu nước đều quen thuộc với các địa danh Đồng Nai, Thái Nguyên. Sông Đồng Nai với đồng bào miền Nam cực kỳ quen thuộc. Ít ra mọi người đều từng được uống dòng nước từ sông Đồng Nai. Còn địa danh Thái Nguyên không hề xa lạ với người Việt. Vì nơi đó là cái nôi của Nguyễn Thái Học, người anh hùng bất khuất cùng 13 chiến hữu đã vươn cổ ra chịu chém. Máu của họ đã đổ xuống để tô thắm đất mẹ Việt Nam. Rừng núi Thái Nguyên đã ôm ấp, che giấu nhiều thế hệ người yêu nước, quyết đứng lên giành lại độc lập, tự do cho xứ sở thân yêu. Sông Đồng Nai nuôi con lớn dậy, rừng Thái Nguyên nuôi chí anh hùng. Chỉ với hai câu lời nhạc, chúng ta có thể thấy nhạc sĩ đã khéo léo thúc giục hùng khí của những người yêu nước. Lòng căm tức được nung nấu thêm lên bởi sự hiện diện của giặc cộng. Sự hiện diện của chúng như mũi tên cắm vào thân thể, đau đớn từng phút, từng giây. Giặc còn kia, thù còn kia làm sao con yên giấc. Giận sôi gan nung nấu tim hồng. Làng ranh quốc cộng luôn hằn sâu trong tâm trí của những con người yêu nước.
những người không hề chấp nhận chủ thuyết phi nhân bản Mác Lê thực chất là chủ nghĩa cộng sản đại đồng, tam vô, vô tổ quốc, vô gia đình, vô tôn giáo, quyết không đội trời chung cùng giặc nước, quyết đánh tan tà thuyết Mác Lê. Những người con yêu nước hạ lòng quyết tâm trở về, kêu gọi tới sự chứng giám của hồn thiên, núi sông, lòng quyết tâm trở về không gì cản được, cho dù đó là cái chết. Hồn núi sông linh thiêng chứng giám, nếu không về, chết không nhắm mắt. Ở đây quý vị thử nghĩ xem, có ai dám cất lời thề độc như vậy không? Có phải Ngài Quân là người can đảm và có sự quyết tâm đối đầu với giặc cộng cho tới ngày cuối cùng của cuộc đời không? Sự can đảm và sự không đầu hàng này đã dẫn dắt Ngài Quân đến một quyết định trọng đại là hy sinh tất cả tuổi xuân, tài sản, danh vọng, gia đình để có thể chịu đựng gian khổ gần 20 năm trong sa mạc để tìm ra một sách lược tuyệt vời để triệt triệt cộng sản tại Việt Nam sau này. Họ đặt quyết tâm đến độ hạ lời thề độc để nhắc nhở rằng những ai còn yêu nước phải trở về để diệt cộng. Nếu không, sẽ là tội nhân thiên cổ của mẹ Việt Nam. Nếu quên thù, đất chẳng dung thân. Nếu ương hèn tan xác quê người. Cái chết đối với người Việt Nam là một cõi đi về. Ai cũng muốn mình được nguyên vẹn hình hài để còn đầu nhập kiếp khác. Lời thề độc chết tan xác quê người là lời khẳng định mạnh mẽ nhất của những người con yêu đất nước Việt. Vậy quý vị có thấy Ngài Quân xứng đáng là người để đứng ra lãnh đạo đất nước Việt Nam không? Ngài đã nhìn ra tương lai một đất nước thoát họa cộng sản, nên ông đã đưa ra một lời hứa chắc như đinh đóng cột rằng những người con ở bốn phương trời sẽ quay về, nhất định phải quay về trong niềm hân hoan của dân tộc. Mẹ đừng lo, mẹ đừng lo, con sẽ trở về trong tiếng hùng ca. Ngày đó chắc chắn phải đến, đến để phục hưng một đất nước điêu linh, điêu tàn và đau khổ. Vậy so với Hồ Chí Minh, quý vị có thấy Hồ Chí Minh có sáng tác được bản nhạc nào ra hồn không? Hay chỉ là một tên hán tặc đang tâm giết hại dân tộc Việt? Âm mưu giúp Tàu thôn tính Việt Nam qua sự toa rập của bọn đầu sỏ cộng sản hậu duệ hiện nay. Quý vị có muốn là kẻ tội nhân thiên cổ gián tiếp để bị tiếng ngàn năm bia miệng không? Tôi tin tới giờ phút này, quý vị đã có quyết định là Ngài Đào Minh Quân là người duy nhất xứng đáng để bầu làm vị lãnh đạo của đất Việt thay thế hình tượng tên tội đồ Hồ Chí Minh rồi. Vậy chỉ tốn chưa tới vài phút thôi, thực thi trưng cầu dân ý là quý vị đã cứu nước Việt rồi đó. Hơn nữa, tôi nghĩ rằng quý vị cũng đồng ý với tôi là hồn thiêng sông núi nhiều đời đang tích tụ vào Ngài Đào Minh Quân để sau này dưới sự lãnh đạo của ông, đất nước Việt Nam sẽ có dịp sánh vai cùng các nước Nam Châu đó quý vị. Tôi xin chấm dứt bài chia sẻ ở đây và hẹn quý vị trong những bài kế tiếp. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Nguyễn xin trân trọng kính chào Ngài Tổng thống Đào Minh Quân, kính chào Bộ Tư lệnh Chiến lược Toàn quốc cùng với thành viên trong Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời để tam Việt Nam Cộng Hòa và quý khán thính giả thân thương trong và ngoài nước. Hôm nay, Petrus xin chia sẻ đến quý vị bài viết do Văn phòng Thường trực đưa ra ngày 10 tháng 6, 2020, Kẻ hở để Cộng sản chui vào. Đệ tam Việt Nam Cộng Hòa, Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời, lấy lại đất tổ, không làm khổ dân. Văn phòng Thường trực, PO Box 2807, Anaheim, California, 92814. Ngày 10 tháng 6, 2020, kẻ hở để Cộng sản chui vào. Có vài đồng nhiệm hỏi chúng tôi, tại sao trong những cơ quan Hoa Kỳ lại có cộng sản? Xin thưa, tại các nước đang bị cộng sản chiếm đóng như Tàu hay Cuba đều có cách đối xử phân biệt.
vấn đề lý lịch và sự liên hệ của người xin việc đều bị điều tra ít nhất là 3 đời. Ví dụ như tại Việt Nam, nếu cha hay mẹ là quân cán chính Việt Nam Cộng Hòa mà bọn Cộng sản Việt Nam gọi là ngụy quân, ngụy quyền, thì con cháu rất khó xin việc. Nhưng tại các nước văn minh, dân chủ như Hoa Kỳ thì học vấn, tài năng và kinh nghiệm của người đi xin việc là chính yếu. Trong đơn xin việc, phần kê khai lý lịch không có khoản nào hỏi cha hay mẹ của người đi xin việc là thành phần nào và làm nghề gì. Đây chính là kẻ hở để Cộng sản và con cháu của chúng nó chui vào. Nên nhớ, Cộng sản Việt Nam chiếm nước ta từ năm 1975, tính đến nay là hơn 45 năm. Trừ một số đã giả làm thuyền nhân hay bộ nhân để được tị nạn Cộng sản tại Đệ Tam Quốc gia, rồi trà trộn trong cộng đồng chúng ta gần 1/2 thế kỷ qua. Trên thực tế, thì từ năm 1995, sau khi Tổng thống Bill Clinton ký lệnh dỡ bỏ cấm vận, thì Việt Cộng và con cháu được đến Hoa Kỳ theo nhiều dạng. Dạng kết hôn, dạng lao động, dạng tôn giáo và du sinh viên. Do đó, con cháu Việt Cộng đã được vô học tại các trường đại học Mỹ hay giả làm sư sãi, văn nghệ sĩ hoặc kinh doanh để được thường trú tại Mỹ. Nguy hiểm nhất là du sinh viên. Với con cháu người tị nạn thì cha mẹ phải làm việc khó nhọc để nuôi con ăn học, nên các cháu có khi phải vừa lo học vừa đi làm thêm để phụ giúp cha mẹ. Còn con cháu Cộng sản Việt Nam, Việt Cộng thì có tiền do cha mẹ cung cấp, lại còn hưởng học bổng do những ngân khoản của chính phủ cung cấp cho những nước dạng nghèo chưa tiến bộ. Nhưng vì lười, ỷ tiền của cha ông tham nhũng, thâm lạm công quỹ, trộm cướp tài sản của dân chúng, nên du sinh viên tha hồ phung phí, không chịu chăm chỉ học hành. Tuy nhiên, cũng có một ít ra trường có bằng cấp. Lý do, nền đại học tại Hoa Kỳ không bắt thi lên lớp hàng năm, mà chỉ thi đủ điểm tín chỉ môn nào, thì cứ thế tiếp tục học cho đến khi thi tốt nghiệp. Nhưng sau khi ra trường, thay vì phải kiếm việc làm ngay để mưu sinh và để trả lại các khoản nợ đã mượn trong thời gian còn đi học, như con cháu chúng ta. Trái lại, con cháu Cộng sản Việt Nam, Việt Cộng không cần gấp rút kiếm tiền. Chúng được đảng hay gia đình của chúng nó đã có âm mưu trước, nên cho con cháu xâm nhập vào các cơ quan Hoa Kỳ, các cơ quan truyền thông báo chí, Bộ Xã hội, Bưu điện hay Bộ Giao thông, tức DMV, nên chúng không gấp gáp kiếm việc, chỉ chờ đợi khi các cơ quan mà chúng muốn xâm nhập ra thông cáo tuyển chọn người là chúng nộp đơn xin việc. Vì khi được nhận vào làm việc các cơ quan này là chúng có thể biết lý lịch, địa chỉ từng người khi làm hồ sơ xin trợ cấp xã hội hay điền lý lịch để muốn kiếm việc làm. Ngoài ra, con cháu Cộng sản Việt Nam còn có tiền do cha mẹ tham nhũng, cướp bóc của dân lành tại Việt Nam, nên chúng thừa tiền mua lại các công ty du lịch để nắm được lý lịch của những hành khách khi họ mua vé máy bay hay làm thẻ thông hành, visa, passport, thì các cơ quan như Bộ Xã hội, Ti Bưu điện hay Nhà báo không đòi hỏi trình độ học vấn cao, chỉ cần có bằng trung học và lý lịch cá nhân không phạm tội đại hình là được. Do đó, con cháu Cộng sản Việt Nam, Việt Cộng chỉ đề không phải là đảng viên Cộng sản là thoát. Thêm vào đó, những cơ quan truyền thông như VOA, BBC, RFA cần làm việc tại Việt Nam để có tin tức,
nên những con cháu Cộng sản Việt Nam, Việt Cộng không bị làm khó dễ khi đi săn tin hay làm phóng viên phỏng vấn. Vì vậy, các cơ quan này còn thích thuê con cháu Cộng sản Việt Nam, Việt Cộng để công việc trôi chảy. Đó là những kẻ hở để Cộng sản Việt Nam chui vào các cơ quan Hoa Kỳ. Điều nguy hiểm là các cơ quan như DMV, Bộ Xã hội, Ti Bưu Điện và đặc biệt là các cơ quan truyền thông báo chí là những nơi mà dân chúng theo dõi thường xuyên hay cần giúp đỡ các dịch vụ trong đời sống hàng ngày. Khi Cộng sản Việt Nam, Việt Cộng cho người xâm nhập vào các cơ quan này là chúng biết rõ từng người và có thể ảnh hưởng đến cộng đồng. Trong khi chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời để tam Việt Nam Cộng Hòa cố gắng tìm mọi cách phơi bày tội ác của Tập đoàn Cộng sản quốc tế nói chung và lũ tay sai Cộng sản Việt Nam nói riêng, khi vạch trần âm mưu của Cộng sản cho tên Hồ Chí Minh giả làm người Việt để thực hiện một cuộc xâm lăng mới. Âm mưu lấy củi đậu nấu đậu, dùng người Việt giết người Việt, diệt chủng dân tộc Việt Nam, xâm chiếm quê hương thân yêu của chúng ta không tốn một viên đạn. Do đó, khi chúng ta vì tư lợi cá nhân hay chỉ lo cho gia đình mình với suy tưởng im lặng là vàng, đèn nhà ai nấy sáng, thì sẽ phải bỏ nước ra đi khi Cộng sản chiếm Sài Gòn. Tại Hoa Kỳ, một người da màu bị thiệt mạng nên cả triệu người đứng lên. Người nhân viên công lược quỳ đè đầu gối lên cổ anh ta bị cáo buộc gây ra cái chết đã bị kêu án đại hình. Ba người cảnh sát đứng nhìn cũng bị giải nhiệm và bị bắt giam. Còn tại Việt Nam, có biết bao người bị cảnh sát và an ninh Cộng sản Việt Nam bắt giết, bị cứa cổ, bị đánh chết trong đồn công an mà chúng ta lại lặng yên? Không lẽ chúng ta cứ nhu nhược, nhục nhã cúi đầu cho lũ trâu bò Cộng sản đè đầu cưỡi cổ mãi hay sao? Hiện nay, Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân đã hy sinh tận hiến hơn nửa đời, bỏ cả mái ấm gia đình, tuổi thanh xuân, tiền tài, danh dự của mình để cùng những nhà ái quốc miệt mài tranh đấu cho nền độc lập, tự do cho đất nước và dân tộc Việt Nam chúng ta. Nhưng nếu mọi người cứ tiếp tục làm người tòa thủ bàng quan, ích kỷ, không dám mạnh mẽ ủng hộ, hậu thuẫn chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời để tam Việt Nam Cộng Hòa là chấp nhận mất nước, mất phẩm giá, mất danh dự, mất cả tự do hạnh phúc của đời người và hiện đang dần mất luôn cả quyền kiểm soát cộng đồng người Việt tị nạn Cộng sản tại hải ngoại. Lúc đó còn chạy đi đâu, về đâu? Nếu có than trời, e cũng quá muộn, không còn kịp, không có lần thứ hai. Do đó, chúng ta phải cương quyết không cho loài cỏ dại Cộng sản mọc trong vườn hoa xinh tươi, tốt đẹp của chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời để tam Việt Nam Cộng Hòa. Tuyệt đối không cho chủ nghĩa Cộng sản tồn tại trên quê hương Việt Nam dấu yêu. Phải cương quyết cùng với chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời để tam Việt Nam Cộng Hòa, sát cánh với Tổng thống Đào Minh Quân, diệt cho hết loài Cộng sản trên đất nước chúng ta. Trân trọng, Văn phòng Thường trực Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời. Bài đọc đến đây là chấm dứt. Xin cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Xin hẹn quý vị trong chương trình tới. Và kính chúc quý vị luôn được nhiều sức khỏe. Trân trọng kính chào. Beatrice Nguyễn xin trân trọng kính chào Ngài Tổng thống Đào Minh Quân, kính chào Bộ Tư lệnh Chiến lược Toàn quốc, quý thành viên trong Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời để tam Việt Nam Cộng Hòa và quý khán thính giả thân thương trong và ngoài nước. Hôm nay,
Petrus xin chia sẻ đến quý vị bài viết do Văn phòng Thường trực đưa ra ngày 13 tháng 6, 2020, Những con thiêu thân. Đệ tam Việt Nam Cộng Hòa, Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời, lấy lại đất tổ, không làm khổ dân. Văn phòng Thường trực PO Box 2807, Anaheim, California, 92814. Ngày 13 tháng 6, 2020, Những con thiêu thân. Trong mùa Giáng sinh Noel năm 1972, hơn 100.000 quả bom từ B-52 trút xuống Hà Nội, Hải Phòng như thác đổ, buộc Cộng sản Bắc Việt phải chấp nhận đầu hàng và ký bản Hiệp định Paris Accord với Chính phủ đệ nhị Việt Nam Cộng Hòa do Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu lãnh đạo để chấm dứt chiến tranh ngày 27 tháng 1 năm 1973. Trong bản hiệp định đó, Trung Cộng cũng phải ký vào để thừa nhận chủ quyền của Chính phủ Việt Nam Cộng Hòa tại miền Nam Việt Nam. Nhưng sau đó, Quốc hội Hoa Kỳ lại cắt mọi ngân khoản viện trợ cho đệ nhị Việt Nam Cộng Hòa, trong khi Cộng quân không chịu rút về, mà còn được Nga Tàu gia tăng viện trợ vũ khí, đạn dược, hàng tỷ đô la, khiến áp lực quân sự tại chiến trường của Cộng quân càng ngày càng nặng nề. Để có tiền chi phí cho cuộc chiến tự vệ chống lại quân Cộng sản xâm lăng, Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu buộc phải mang toàn bộ giá trị các lô dầu khí ở thềm lục địa miền Nam Việt Nam đến San Clemente để mời các tài phiệt Mỹ đấu thầu. Ngày 3 tháng 4 năm 1973, tại San Clemente, còn gọi là Tòa Bạch Ốc miền Tây, thuộc quận Cam, Nam Cali, các tài phiệt của Hoa Kỳ đã chấp nhận đấu thầu hầu hết các lô dầu khí mà Tổng thống Thiệu đưa ra. Hợp đồng khai thác dầu khí tại thềm lục địa Việt Nam giữa Hoa Kỳ và Chính phủ Việt Nam Cộng Hòa cho đến nay vẫn còn giá trị, vì Chính phủ Việt Nam Cộng Hòa vẫn tồn tại về mặt thực tế cũng như mặt công pháp quốc tế. Hiện nay, Hoa Kỳ đang giúp Cộng sản Việt Nam khai thác dầu khí, sản lượng hàng năm khoảng 22 triệu tấn quy ra dầu thô, mỗi tấn có 7,2 thùng, mỗi thùng khoảng 80 đô la, tính ra khoảng 12 tỷ 672 triệu đô la, tức là trên 12 tỷ đô la hàng năm mà Hoa Kỳ để mặc cho đảng cướp Cộng sản Việt Nam tha hồ chia nhau bỏ túi, ăn chơi, mua nhà, mua đất, mua xe hơi nhà lầu, cờ bạc và phung phí. Tàu Cộng đã chiếm đoạt Hoàng Sa và Trường Sa và đã đưa người của chúng tràn lan nước ta, mua nhà, mua đất, xây dựng các đặc khu, chung cư khắp nơi. Đó là thủ đoạn âm thầm và từ từ biến nước ta thành quận lỵ của chúng, với sự toa rập bán nước của tập đoàn đầu sỏ Cộng sản Việt Nam, đang đồng lõa dìm chết sức mạnh và tiếng nói dân tộc Việt Nam bằng cách kiểm soát, bưng bít thông tin, TV, radio và đầu độc giới trẻ cho vui chơi, hưởng thụ, không còn biết họa mất nước đang cận kề. Chắc chắn Hoa Kỳ không muốn mất nguồn tài nguyên chiến lược dầu khí hàng tỷ tỷ đô la tại thềm lục địa nước ta, và cũng không chấp nhận cho Tàu Cộng hoàn toàn kiểm soát con đường hàng hải quan trọng nhất tại Biển Đông, nên đang hỗ trợ Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời đệ tam Việt Nam Cộng Hòa để duy trì vị thế chiến lược quan trọng hàng đầu tại Đông Nam Á. Do đó, vị thế của Tổng thống Đào Minh Quân hiện nay đã trở thành người đối đầu trực diện, sinh tử với Tàu Cộng và những tên Cộng sản Việt Nam chấp nhận làm tay sai bán nước, hại dân
như Tô Lâm hay Nguyễn Phú Trọng. Tuy nhiên, nhờ vào sự khiêm tốn, kiên nhẫn và chủ trương duy thật lập cộng, nên Tổng thống Đào Minh Quân ngày càng được đa số quần chúng công nhận, ủng hộ mạnh mẽ. Uy tín của Tổng thống ngày càng sáng tỏ. Trong Tổng thống có hai con người rõ rệt. Ngài là hình ảnh của một quân nhân can trường, chiến đấu quyết liệt với địch quân nơi tuyến đầu khói lửa. Cùng với chân dung thứ hai của Ngài là hình ảnh một vị tu hành, đạo hạnh, dám hy sinh cuộc đời, tiền tài, danh vọng và gia đình, chấp nhận một đời sống khổ tu nơi sa mạc để cứu độ chúng sinh, làm rung động biết bao con tim chân thành, nhiệt huyết, đang thiết tha muốn cùng Ngài dâng hiến trí tuệ và tấm lòng chân thành giúp dân cứu nước. Cho dù Tàu Cộng và Việt Giang đã dở những trò bưng bít tin tức, bôi bẩn cá nhân, nhưng chẳng những không làm lu mờ mà hình ảnh Tổng thống ngày càng được dân chúng tin tưởng, yêu thương. Nên bộ đầu não Cộng sản tính toán sẽ thất bại vì làm mất lòng dân nếu chúng mãi trực tiếp công kích vào cá nhân Tổng thống. Về lâu dài thì Ngài sẽ càng được dân chúng thương yêu, ủng hộ, suy tôn. Vì họ quá chán ghét chế độ Cộng sản nên sẽ mạnh mẽ hậu thuẫn cho những ai chống lại bọn chúng. Do đó, Cộng sản phải tìm mưu mô khác. Chúng phải nhắm đến những người thân cận, trung thành trong hàng ngũ của chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời. Như thủ đoạn chúng đã lợi dụng mua chuộc những cận tướng của cố Tổng thống Ngô Đình Diệm để tấn công những vị lãnh đạo tài đức của nền Việt Nam Cộng Hòa trước đây. Chúng đã từng bịa chuyện vu cáo cho Tổng thống đệ nhất Việt Nam Cộng Hòa là tay sai của Mỹ, là dùng máy chém sát hại dân chúng, đàn áp Phật giáo, vân vân. Nhưng trong trường hợp của Tổng thống Đào Minh Quân, bọn Cộng sản rất lúng túng để đối phó vì ba đặc tính sau đây. Thứ nhất là Ngài được Hoa Kỳ và quốc tế ủng hộ bằng những công hàm chính thức. Thứ hai là đường lối đầy chính nghĩa do Ngài lãnh đạo, dùng công lý, hòa bình và nhân ái, chỉ sử dụng trưng cầu dân ý để lấy lại chủ quyền đất nước cho toàn dân và giúp triệt tiêu chủ nghĩa Cộng sản trên toàn thế giới. Thứ ba, vì bản chất con người của Tổng thống trang chứa yêu thương, nhẫn nại, có đời sống đạo đức, tu hành, dám bỏ tất cả tài sản, hy sinh, chịu kham khổ, giúp dân cứu nước. Cho nên, dù Cộng sản và Việt Giang đã dùng hết mọi quỷ kế, tin tức bịa đặt, chà đạp nhân phẩm, lời nói xấu xa, bêu rêu, bẩn thỉu trong nhiều năm trời, cũng không làm giảm uy tín của Ngài, mà hình ảnh của Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân ngày nay lại càng ngời sáng trong lòng dân Việt. Cuối cùng, chúng phải sử dụng những con người thiếu trí tuệ, tâm lay động, yếm thế để xúi bẫy, xúi dục, hay kể cả việc mua chuộc những phần tử có những tâm lý cực đoan sau đây. Thứ nhất, thành phần quẩn bách, tâm lý bệnh hoạn, có cảm tưởng cuộc sống không có ý nghĩa, mất phương hướng vì tương lai bất định, hay bị dao động mạnh trong đời sống cá nhân, gia đình, xã hội, tài chánh, tình cảm không vừa ý, thường có khuynh hướng tâm lý cùng quẫn, muốn ủng hộ những hành động táo bạo, kích động đám đông để được mọi người chú ý. Thứ hai, thành phần ít học, có tư duy đơn giản, suy nghĩ ngô nghê, tự tạo niềm tin và tự giải mã những vấn đề chính trị, xã hội rắc rối mà họ không có đáp số hay câu trả lời, nên dễ bị lường gạt bởi những bọn người có âm mưu và thủ đoạn. Thứ ba, thành phần tự tin quá đáng, luôn cho rằng
khả năng đánh giá các sự kiện của mình là đúng và chỉ muốn nghe những thông tin hợp nhĩ, đúng theo ý của mình để tự củng cố tư duy của họ. Vì quá tự tin nên thành phần này cho rằng hệ tư tưởng và giá trị đạo đức của mình là cao đẹp, có tiêu chuẩn hơn người nên dẫn đến tâm lý đố kỵ. Thứ tư, thành phần bất khả khoan dung khác với thành phần quẫn bách hay tự tin quá đáng. Thành phần này gồm những người cực đoan, có chút kiến thức nhưng khó tiếp nhận ý kiến trái chiều hay không đúng ý của mình, nên thường sinh ra bệnh khủng hoảng tinh thần, mất tự chủ, trở thành những kẻ tự ti, mặc cảm, luôn muốn kiếm chuyện, bé xé ra to để quậy phá, gây chia rẽ, để tự tôn. Tất cả các thành phần này đang bị Cộng sản Việt Nam lợi dụng, biến thành công cụ cực đoan để moi móc, quậy phá, làm chậm tiến trình giúp dân cứu nước của Tổng thống Đào Minh Quân và các đồng nhiệm trong chính phủ đệ tam Việt Nam Cộng Hòa. Nhưng chúng chỉ là những con thiêu thân, làm sao có thể ngăn chặn được tấm lòng yêu nước thương dân của các thành viên trong chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời? Vì họ là những người Việt chân chính, những hậu duệ Việt Nam Cộng Hòa đầy trí tuệ, trí huệ, có tình thương bao la và lòng yêu nước thiết tha, đang ngày đêm ra công sức với thành tâm muốn giải thể chế độ tà quyền Cộng sản Việt Nam, lấy lại đất tổ, không làm khổ dân, hầu xây dựng chế độ đệ tam Việt Nam Cộng Hòa ấm no, hạnh phúc, lấy lại danh hiệu Hòn Ngọc Viễn Đông để con cháu và các thế hệ mai hậu được hãnh diện sánh vai ngang hàng cùng năm châu thế giới. Trân trọng, Văn phòng Thường trực Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời. Bài viết tới đây là chấm dứt. Xin cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tới. Và kính chúc quý vị luôn được nhiều sức khỏe. Trân trọng kính chào. Việt Nam lâm thời. Kính thưa tất cả quý vị quan khách, thân hữu, các anh chị em, bạn trẻ Việt Nam có mặt tại hội nghị Diên Hồng ngày hôm nay, cũng như tất cả những người Việt Nam trên toàn thế giới và trong nước. Thảm cảnh của Việt Nam, mọi người ở đây cũng đã biết, chúng ta cần có một sự đoàn kết, thống nhất lãnh đạo để đương đầu với giặc Tàu xâm lược. Nhưng trước khi có thể đương đầu với giặc Tàu xâm lược thì chúng ta phải giải thể được tà quyền cộng sản, vì tà quyền cộng sản hiện là tay sai, là cánh tay nối dài của tàu cộng trên đất nước chúng ta. Tôi xin đưa ra những cái bằng chứng rất rõ ràng. Tàu cộng đã đưa 4 tay nghiệp viên, giống như ngày xưa năm 1930 họ đã cho Hồ Chí Minh giả là Nguyễn Ái Quốc để cầm đầu Đảng Cộng sản Việt Nam, và từ đó xâm chiếm miền Bắc nước ta năm 1945.
để rồi vận dụng tất cả công sức, sức mạnh của người dân miền Bắc để xâm lăng Việt Nam sau 30 năm. Hiện nay, những người lãnh đạo của Cộng sản Việt Nam, nhưng mà tôi xin mạn phép dùng chữ đầu sỏ, vì những người lãnh đạo, chữ lãnh đạo của Việt Nam mình thôi tốt lắm. Chữ lãnh đạo là phải biết lo lắng cho người khác, phải biết thương yêu người khác, phải biết thương quý vị. Đặc biệt ngày hôm nay có những vị tôi rất cảm xúc, có những vị huynh trưởng, có những vị niên trưởng trong quân lực Việt Nam Cộng Hòa, là nơi tôi xuất thân và nơi tôi được đào tạo nên một người chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa, là niềm hãnh diện của cá nhân tôi, gia đình tôi. Những tên đầu sỏ của Tàu Cộng đưa vào Việt Nam gồm có: thứ nhất là Hoàng Trung Hải, giữ nhiệm vụ là Phó Tổng thống, Phó Thủ tướng của Cộng sản Việt Nam, nhưng đó là hình thức bề ngoài. Hoàng Trung Hải chính là người đã điều động tất cả cái nguồn máy của cái gọi là nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Người thứ hai là Tô Huy Rứa, giữ nhiệm vụ là Phó Chủ tịch của cái gọi là Quốc hội bù nhìn của Cộng sản. Người thứ ba là Phùng Quang Thanh, giữ nhiệm vụ là Bộ trưởng Bộ Quốc phòng của Cộng sản Việt Nam. Và người thứ tư là Trần Đại Quang, giữ Bộ trưởng Bộ Công an Cộng sản Việt Nam. Nhìn như vậy thì chúng ta thấy rằng nguyên cái bộ máy của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam chỉ là cánh tay nối dài của Trung Quốc mà thôi. Tại vì họ đã nắm chính phủ, họ đã nắm quốc hội, họ đã nắm Bộ Quốc phòng và họ nắm luôn Bộ Công an. Vậy thì những anh em bộ đội công an của Cộng sản Việt Nam đang thi hành mệnh lệnh đó không phải là từ nhân dân, không phải là cái gọi là nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, mà là từ Tàu Cộng, tức là một cái đấm bọc nhung. Sau khi có những anh em mình ra tay với Phùng Quang Thanh tại Paris, thì cái nguồn máy của Tàu Cộng tại Việt Nam bị xáo trộn. Họ lập tức phải đưa tay Bộ trưởng Công an là Trần Đại Quang lên làm chủ tịch nước. Và ngoài ra, tại Việt Nam, những người Cộng sản đã dần dần thức tỉnh, biết Hồ Chí Minh không phải là người Việt mà là một gián điệp của Tàu Cộng được cài vào lãnh thổ của chúng ta từ năm 1932. Do đó không có tay nào dám đứng ra để điều động cái nguồn máy của Cộng sản trong nước. Vì vậy Tàu đã lộ nguyên hình, nó phải đưa Tô Lâm lên nắm công an, đưa Trần Đại Quang lên làm chủ tịch nước, và đưa Nguyễn Thị Kim Ngân, một người đàn bà không biết gì về chính trị, làm chủ tịch quốc hội, và đưa Nguyễn Xuân Phúc, một tay chốt đặt, cũng không biết hành chánh, không biết chính trị, lên làm thủ tướng của cái gọi là Chính phủ Quốc gia Việt Nam Lâm thời, thủ tướng của cái gọi là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Đây là một dịp may hiếm có cho đất nước chúng ta, vì Cộng sản, Tàu Cộng, Cộng sản đã lộ nguyên hình, và Tàu Cộng đang bị bí thế, phải sử dụng đến những con cờ chót như một canh bạc. Chúng nó đang đánh một canh bạc tại Việt Nam và phải sử dụng đến lá bài tẩy. Và đây là lúc chúng ta phải cùng nhau đoàn kết để triệt hạ cho được chế độ Cộng sản tại Việt Nam.
Kính thưa đồng bào, kính thưa quý vị nhân sĩ và các bạn thanh niên, thanh nữ Việt Nam rất thân yêu. Tôi rất là cảm xúc. Tôi có chuẩn bị một bài nói để lên đây trình lên đồng bào, trình lên cho đại hội và trình lên cho tất cả quý vị nhân sĩ biết những hành trình của chúng ta trong tương lai. Nhưng tới đây tôi thật sự rất cảm động. Tôi thấy từ những các cái vị trong lão niên, trung niên và thanh niên, các cái vị từ trong các đại tôn giáo, Cao Đài, Hòa Hảo, Phật giáo, Công giáo, đó là tứ đại môn phái của Việt Nam, đã tha thiết muốn tôi đứng ra nhận cái trọng nhiệm là tổng thống hay là quốc trưởng của Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa. Nhưng kính thưa tất cả quý vị, tất cả anh chị em, tôi xin được nói thêm những cái dòng tâm tình cũng như ý chí của chúng tôi là tiêu biểu cho những quân nhân, quân lực Việt Nam Cộng Hòa chưa hề giải ngũ, và cuộc chiến vẫn còn tiếp diễn cho đến khi nào chúng ta triệt hạ được hoàn toàn chế độ cộng sản tại Việt Nam. Tại sao một người trẻ như chúng tôi cách đây hơn 30 năm về trước mà phải có một quyết định để đứng ra nhận cái trọng nhiệm là thủ tướng chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời? Thật sự mà nói, anh hùng hào kiệt, nữ nhi của người Việt Nam chúng ta không có thiếu đâu thưa tất cả quý vị. Việt Nam chúng ta hiện tại từ trong ra ngoài nước không thiếu gì người hơn ông Đào Minh Quân, không thiếu nhiều người có tài đức hơn cá nhân này. Nhưng trong cái thời điểm cần phải quyết định cho đất nước thì chúng tôi là những quân nhân được huấn luyện để sẵn sàng đứng ra thay cái nhiệm vụ của người đơn vị trưởng, nếu người đơn vị trưởng đó không muốn nhận nhiệm vụ hay bị ngã xuống. Có phải không thưa tất cả các anh em quân đội đây? Trong ngày, trong đại hội ngày 21 tháng 10 năm 1990 được cử hành tại quận Cam, đồng bào đã đưa ra 27 vị, trong đó rất gồm những vị có tài, có đức, có khả năng hơn cá nhân của tôi rất nhiều. Vì tôi thưa với quý vị, tôi chỉ là một trung úy, một thiếu úy vừa bước lên trung úy. Kinh nghiệm của tôi chỉ có thể điều khiển một đại đội là nhiều nhất. Tôi chưa biết làm thủ tướng như thế nào, nhưng với tinh thần sẵn sàng. Cha tôi là một sĩ quan nghĩa vụ, ông dạy cố gắng. Tôi hỏi, gọi ông cụ tôi hỏi, giờ con làm gì? Ông nói cố gắng. Tôi cũng chưa hiểu cái sự cố gắng đó là cố gắng để giữ cái nhiệm vụ thủ tướng hay là cố gắng chịu đựng thêm một thời gian nữa. Rồi sau đó không liên lạc được thì ông cụ tôi mất. Tôi đứng ra nhận trọng nhiệm thủ tướng chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời là tinh thần của một người quân nhân phải đứng ra đương đầu với cộng sản. Và tôi sẵn sàng làm bất cứ nhiệm vụ nào mà người dân giao phó. Tuy nhiên, dạ mong tất cả quý vị ngồi xuống để ngồi thoải mái. Tôi chỉ muốn đây không phải là một cuốn từ hay là một cuốn thị
Đây chỉ là tình anh em của chúng ta, những người cùng trong một đại gia đình Việt Nam, nói chuyện với nhau để cho biết cái tình hình đất nước như thế nào, và chúng ta cùng nhau đoàn kết, cùng nhau nỗ lực để giải quyết cái vấn nạn của Việt Nam. Vấn nạn Việt Nam ngày hôm nay, nếu chúng ta không còn tin có trời, không còn tin có Phật, không còn nghĩ tới Thượng Đế, thì hầu như chúng ta không có bài toán để giải quyết đâu, thưa quý vị. Và với một niềm tin sắt đá, vì như tôi đã trình bày, đã thưa chuyện cùng đồng bào cách đây hơn 30 năm về trước, chúng tôi nói rằng chúng tôi là con của Thượng Đế, con của ông trời. Có đúng không quý vị? Ông trời tạo dựng ra chúng ta, và chúng ta là đệ tử của Phật. Ở đây chúng ta có phải xưng là Phật tử không? Chúng ta là con của trời, đệ tử của Phật. Chỉ với cái vị thế đó là chúng ta đã thắng được Cộng sản rồi. Vì Cộng sản nó là vô thần, vô đạo, vô nghĩa, vô nghì. Nếu chúng ta nghĩ như vậy là tự khắc mình đã thắng Cộng sản rồi. Nhưng có lẽ vì chúng ta quá bận bịu công ăn việc làm, quá bận bịu với đời sống khó khăn, quá bận bịu vì bị Cộng sản săn đuổi, vì những cái khó khăn trong đời sống, cho nên chúng ta vật lộn ngày đêm để tồn tại trên xứ người. Rồi đi, khi chúng ta bình tĩnh lại thì nhớ cái câu mình là những người hữu thần, mình tin có Thượng Đế, mình tin có trời, có Phật. Còn việc cộng sản nó bảo nó là con của loài vượn cổ, có phải không thưa quý vị? Ở đây trong cái sách của Cộng sản nói rất rõ, Cộng sản là thủy tổ của loài người, Cộng sản nói là của con vượn cổ, đó là thuyết đặc binh. Cộng sản nó dùng cái lý thuyết đó, nó gọi là di vật biện chứng. Nó nói con người là do con khỉ biến thành. Như vậy là đương nhiên mình, chúng ta là con của Thượng Đế, đệ tử của Phật, thì chúng ta phải thắng con của loài vượn cổ chứ. Đúng rồi. Đúng không ạ? Nói đó là nói lý thuyết nhé. Cảm ơn tất cả quý vị ở đây đã có sự tán đồng. Nhưng mà tôi cũng xin trình bày rất là ngắn gọn để cho thấy cái thế của chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời đã song hành với chính phủ Hoa Kỳ. Trước khi chúng tôi nói kế hoạch vắn tắt thì chúng tôi cũng nhân cái diễn đàn này, lợi dụng cái diễn đàn này để bày tỏ lòng cảm ơn sâu xa đến chính phủ và nhân dân Hoa Kỳ. Thứ nhất là đã cho chúng ta, họ mở rộng cánh tay khi chúng ta đang bấp bênh một đàn gà tan tác, đúng không ạ? Họ đã mở bàn tay nhân đạo để đón chúng ta, họ chưa hề đối xử chúng ta phân biệt. Mà phải nói rằng nhiều khi người Việt Nam chúng ta vì khôn ngoan cho nên còn muốn lấn lướt những người Mỹ nào mà còn chậm chạp hơn chúng ta nữa, có phải thưa quý vị? Cái thứ hai, theo như phiên họp cuối cùng gần đây nhất là ngày 19 tháng 2 năm 2017, chúng tôi được dịp trực diện với quý vị trong Hội đồng An ninh Quốc gia của tân nội các Tổng thống Donald Trump, quý vị trong Bộ Ngoại giao, trong Bộ Tài chánh và Bộ Tư pháp. Thì tin mừng là quý vị bên ngoài chúng ta thấy hầu như cái đường lối gì của Tổng thống Obama thì ông Tổng thống Donald Trump ổng cũng muốn
lật ngược lại. Có phải không thưa quý vị? Nhưng quý vị để ý tới hai cái điểm này. Cái thứ nhất, chuyển trục giả đông, tức là giả châu. Thì không những thế, ông Tổng thống Donald Trump không hề rút quân đội của Hoa Kỳ tại Biển Đông, mà trái lại, cái người chỉ huy trưởng kế tiếp thay thế nhiệm vụ của Thống tướng Westmoreland là người bạn rất là thân của người cố em rể của chúng tôi, là Thiếu tướng Howard Collins tại San Diego. Điều thứ hai, dù tin tức này chưa hề có báo chí nào đăng tải, nhưng tôi nghĩ rằng trong hội trường này có một số quý vị đã chứng kiến trong buổi họp ngày hôm đó. Mà vì theo nhu cầu và theo yêu cầu của các giới chức đó, chúng tôi không tiện công bố hết. Nhưng chúng tôi có thể nói rằng Hoa Kỳ chấp nhận song hành với chúng ta để triệt hạ Cộng sản Việt Nam. Xác lệnh để ngăn chặn không cho những tên cộng sản rửa tiền, tham nhũng, cướp bóc hoặc hãm hại người dân có hồ sơ sẽ không bao giờ được tới Hoa Kỳ. Lệnh của Tổng thống Obama cho đông lạnh tài sản những kẻ gian ác đó vẫn được Tổng thống Donald Trump tiếp tục thi hành, thưa quý vị. Cái việc thứ ba mà chúng tôi muốn nói với quý vị là hiện tại chúng tôi còn muốn xin chính phủ Hoa Kỳ cho bắt giữ ngay tức khắc những đầu sỏ cộng sản. Tại sao? Tại vì đầu sỏ cộng sản hiện nay có nằm trong danh sách 19 tên tội hình sự quốc tế mà chúng tôi đã đệ nạp tại Tòa án Hình sự Quốc tế ICC. Rất tiếc, và cộng nó sợ quá, nó đổi hết mấy cái đầu nó xuống. Như Nguyễn Tấn Dũng cũng có tên, nó không dám lên làm thủ tướng nữa. Rồi những tay làm chủ tịch nước nó cũng xuống luôn. Đối với vị chủ tịch nước cũ của Cộng sản Việt Nam tên là gì? Trương Tấn Sang. Còn chủ tịch quốc hội tên là gì? Nguyễn Sinh Hùng. Tất cả những tay đó đều xuống hết. Quý vị cứ tưởng là Cộng sản Việt Nam có bầu cử hay sao? Nó không có bầu cử. Cái người nào nó muốn đưa lên là nó đã thỏa thuận bên trong rồi, nó đưa lên. Nhưng những đầu sỏ của nó còn muốn kiếm đường lén lút tới Mỹ, cho nên nó không dám ra nhận bất cứ chức vụ nào quan trọng. Nó bày vẽ ra những cái chuyện đại hội đảng này, đại hội đảng nọ cũng chỉ để hợp thức hóa những con cờ của nó lên là. Và tàu cũng lợi dụng cơ hội đó để đưa hết những con cờ quan trọng nhất của lá bài tẩy của tàu để đấu cái trận cuối cùng này với không phải chỉ có chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời, mà sẽ đấu với toàn dân Việt Nam trên khắp thế giới. Tất cả những anh hùng, liệt sĩ, liệt nữ Việt Nam sẽ cùng với chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời, cùng với đồng bào Việt Nam lấy lại đất tổ và không làm phổ dân. Kính thưa đồng bào, kính thưa tất cả quý vị nhân sĩ, các anh chị em bạn trẻ, tôi cảm động lắm trước cái sự đề cử, những sự thương yêu, quý mến. Cái ngày hội nghị dân học nó chưa thể là một cuộc trưng cầu dân ý được.
Chúng tôi chỉ mong muốn cái ngày hội nghị dân hồng này để người dân thể hiện cái lòng của người dân là một là chúng ta xuôi tay để cho đất nước lọt vào trở thành một quận lý của Tàu, hay là chúng ta phải cùng nhau đoàn kết để giải trừ bức nạn và phát nạn của Việt Nam bằng cách phải giải thể tà quyền Cộng sản Việt Nam đương đầu với Trung Quốc, Trung Cộng. Cho dù trong lòng chúng tôi thật tâm mà nói vẫn còn ngổn ngang trăm mối, cần phải nhiều thương lượng rõ nét đối với chính phủ Hoa Kỳ. Nhưng mà kính thưa tất cả quý vị đồng bào, nên nhớ rằng Hoa Kỳ không bao giờ có một đồng minh vĩnh viễn và chẳng bao giờ có người bạn mãi mãi. Nhớ cái bài học đó, đừng có để theo bước chân của cha anh của mình. Hồi nãy có một vị trung tá không quân, ngài là khóa 17, là một đàn anh, loại đàn anh rất xa của chúng tôi, làm cho chúng tôi suy nghĩ cảm động lắm. Vì thật sự mà nói, những vết thời gian trên cái người chiến sĩ đó đã ăn lên cái lòng hận thù như thế nào đối với Cộng sản Việt Nam. Nhưng ngài vì yêu nước, ngài cũng khó chấp nhận cái đường lối của chính phủ, là sẵn sàng tha thứ cho Cộng sản Việt Nam chỉ vì mình muốn bảo vệ nguyên khí và nội lực của dân tộc, đoàn kết thống nhất mới thoát được sự xâm lược của Tàu Cộng. Thưa quý vị, để chia trí, để mà phân chia sự suy nghĩ của chúng ta, sự trợ giúp của chúng ta, sự hợp lực của chúng ta, dạo gần đây Tàu Cộng chỉ thị cho Việt Cộng đưa ra nhiều nhóm, nhiều nhân vật để làm cho dân chúng hoang mang, làm cho dân chúng không biết đường chọn lựa. Nhưng chúng ta phải nhớ một điều, không phải chúng ta không biết lượng sức mình, không phải là chúng ta là người luôn luôn yếm thế bi quan, phải dựa vào đồng minh. Nhưng quý vị cứ tự suy nghĩ lại sẽ thấy, thật sự nếu toàn dân Việt Nam cùng đứng lên lật đổ tà quyền Cộng sản, ngăn chống Tàu Cộng xâm lược, thì chúng ta vẫn làm được. Nhưng chúng ta có khả năng đó hay không? Chúng ta không có. Cho nên chúng ta cần yếu tố Hoa Kỳ và yếu tố quốc tế. Tiền nhân đã dạy tôi hiểu rằng nếu toàn dân, nếu quốc dân đồng bào ủng hộ thì chính phủ sẽ lâu dài, thành công sẽ bền bỉ. Nhưng quốc tế ủng hộ thì cái cuộc cách mạng đó nhanh hơn, sự thay đổi tại Việt Nam sẽ nhanh hơn. Đó là tại sao cái bài học đắng cay của ngày 30 tháng 4 1975, mặc dù cái chế độ đệ nhất và đệ nhị Cộng hòa của chúng ta là do toàn dân miền Nam bầu lên, có đúng không ạ? Kết quả bầu cử của đệ nhất Cộng hòa là 98%, kết quả bầu cử của đệ nhị Cộng hòa là 95%, tức là gần như là toàn dân bầu lên. Mà tại sao chỉ mất có 3 tháng, tức là khi chúng tôi từ Đồ Môn Đô quản trị, chúng tôi rút xuống Mỹ Chánh, rút xuống Hải Lăng, rồi rút vào Mỹ Chánh là tháng 3 năm 1975, mà đến tháng 2 năm 1975, tháng 3 về tới Đà Nẵng, 28 là Đà Nẵng mất, và tới Sài Gòn chỉ trong vòng có 1 tháng sau mất Sài Gòn, mất hết. Chỉ vì Mỹ rút, có phải không quý vị? Tuy là chúng ta vẫn có cái tự ái dân tộc, chúng ta vẫn có những cái suy nghĩ của chúng ta, nhưng đừng quên
bài học lịch sử, sự trợ giúp của đồng minh, sự ủng hộ của Liên Hiệp Quốc là quan trọng. Do đó, tôi cầu mong, tôi mong muốn, mong ước tất cả quốc dân đồng bào Việt Nam phải loan truyền sự hiện hữu của chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời. Tại sao? Tại vì chỉ có chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời mới được sự công nhận của chính phủ Hoa Kỳ, được công nhận của Liên Hiệp Châu Âu 28 quốc gia. Cái sự công nhận đó có quan trọng không thưa quý vị? Thế tại sao mình phải mất công đi suy nghĩ Nguyễn Văn A, Nguyễn Văn B, Nguyễn Văn C, đúng không ạ? Nó vô ích quá. Nếu bây giờ tất cả mọi người để ủng hộ ông Nguyễn Văn A, tất cả mọi người ủng hộ Nguyễn Văn B, ông đó có thể làm được cái gì không thưa quý vị? Tự suy nghĩ đi. Thì tự chúng ta phải sáng suốt nhận định công việc. Ủng hộ chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời không phải là ủng hộ Đào Minh Quân, mà ủng hộ cái thế chính nghĩa của chúng ta trước quốc dân và quốc tế. Ở đây không có thiếu gì những luật sư giỏi. Luật sư Việt Nam rất là giỏi, nhiều người giỏi lắm. Nhưng tại sao Bộ Tư pháp do luật sư Bùi Văn Phát đứng ra làm được cái vụ kiện Formosa, còn những luật sư khác bây giờ còn không biết cách nào để làm? Tại sao quý vị biết không? Không phải như vậy. Tại vì họ không thể nhân danh chính phủ để kiện Formosa. Nếu họ nhân danh được một chính phủ thì đương nhiên họ có thể kiện được Formosa, chứ không phải là họ không có đủ tài năng để kiện Formosa. Hay quá. Vả lại luật sư của chúng ta là người rất tài ba lỗi lạc. Ông tuy trẻ nhưng đã để dành cả một khoảng đời thanh niên của ông ta để nghiên cứu bộ luật cần thiết để thắng được trong cái vụ kiện lịch sử này. Đó là bộ luật Common Law. Và bây giờ có nhiều vị luật sư chúng ta ở đây vẫn chưa biết Common Law là cái gì. Họ biết Business Law, họ biết Practice Law, họ biết Immigration Law, biết nhiều thứ lo. Nhưng mà ở Mỹ này, cái bộ Common Law là cái bộ nền tảng căn bản của luật pháp Hoa Kỳ dựa vào tuyên ngôn quốc tế. Cái bộ luật đó sẽ đem đến chúng ta thắng lợi để truy nã các đầu sỏ cộng sản Việt Nam và để truy nã Formosa vì nó dám đầu độc dân Việt Nam chúng ta. Và dựa theo hiến pháp của Hoa Kỳ thì cho dù tại vì cái lawsuit, cái vụ kiện của chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời do Bộ Tư pháp đứng ra kiện Formosa có phải tốn kém nhiều thời gian, nhưng chính Formosa lúc này đã đang sợ hãi tại cái vụ kiện của chính phủ cho Formosa, gửi đến Formosa không phải là 500 triệu đô la bồi thường người Việt Nam. Quý vị có biết cái hãng tàu BP chỉ làm lít cái ống dầu tại Texas thì phải đền cho người dân Texas và khu lân cận đó bao nhiêu tiền không? 42 tỷ. Mà trong lúc Formosa đã làm cho người dân chết, đã hủy hại nguyên cả cái nền thềm lục địa của Việt Nam, bao nhiêu người thất nghiệp, bao nhiêu người đau khổ, con không đi học, một cái thế hệ Việt Nam chúng ta còn bị đầu độc lâu dài. Mà nó ác ôn cái chỗ là cái khí độc, chất độc thải ra từ cái nhà máy lọc khí của nó, từ nhà máy lọc thép, lọc than của nó đem chôn vào cái đất của Việt Nam, sẽ làm cho dân mình sẽ hoàn toàn không có thể nào có sức mạnh trồi lên được đâu, thưa quý vị. Do đó chính phủ bắt buộc phải nộp cái đơn kiện hàng ngàn tỷ đô la, mong lấy một phần nào công bình cho nạn nhân là đồng bào Việt Nam mà thôi. Và cách đây một tháng hơn, Formosa đã sợ
đã phải đổi cái người CEO của nó đi để nó muốn tránh cái vụ truy nã của chính phủ. Tại vì chắc chắn trước sau gì chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời cũng thắng không xa. Cái khả năng của Phùng Sa bây giờ là đỡ được giờ nào hay giờ nấy, đỡ được ngày nào hay giờ nấy, chống đỡ mà thôi, dựa vào các cái kẽ hở của luật pháp Hoa Kỳ để mà chống đỡ. Và họ hy vọng tìm một cái con đường để thương thảo. Nhưng quý vị an tâm, chúng tôi giàu thì chúng tôi cũng đã giàu, nghèo thì chúng tôi cũng đã nghèo, và chúng tôi đã thử mình ăn mì gói, uống nước lạnh, tại sao mà hơn 10 năm rồi, cho nên uống mì, ăn mì gói, uống nước lạnh nữa để đấu tranh tiếp, chúng tôi không có ngán đâu. Nên chắc chắn Phùng Sa sẽ thua chúng ta. Chỉ mong tất cả quý vị phải cố gắng loan truyền tin ra. Cái khả năng của Cộng sản và Tàu Cộng bây giờ chỉ là có cái khả năng hai chuyện. Chuyện thứ nhất là mua chuộc truyền thông báo chí để bưng bít tin tức, không cho phổ biến đến toàn dân, đến người dân. Đó là việc thứ nhất. Việc thứ hai là giống như những con chuột tuyên truyền nói xấu chính phủ. Ngay cả Trần Đại Quang, ngay cả Nguyễn Xuân Phúc, ngay cả Nguyễn Phú Trọng, Nguyễn Thị Kim Ngân không dám lên đối thoại, chỉ dám đưa người tới năn nỉ chính phủ mình. Cái đó là một cái thái độ rất là hèn hạ của nhà cầm quyền, đúng không ạ? Đó là rất là hèn. Chúng tôi sẵn sàng đối thoại trực tiếp, tại sao Cộng sản không cho người ra đối thoại? Nếu mà chúng ta muốn nói rằng đối thoại thì chúng tôi sẵn sàng đối thoại. Chúng tôi đâu phải là có những người chủ chiến đâu. Chúng tôi không hề muốn, thì chúng tôi có nói chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời chủ trương bỏ Cộng còn Việt, Việt không giết Việt. Tại chúng tôi không muốn giết người, chúng tôi học gương của nhà Phật, không có sát sanh. Theo gương của Chúa, hãy xưng tội đi, hết tội, đúng không ạ? À? Nhưng anh phải xưng tội chứ, anh không xưng tội làm sao hết tội? Đúng rồi. Đúng rồi, anh vẫn cầm dao mà sao thành Phật? Anh vẫn đi đánh đồng bào, hiếp đáp đồng bào, bắt đàn bà, phụ nữ. Tôi thấy những cảnh mà bộ đội nắm bắt người phụ nữ, nó làm tôi xúc động. Và tôi phải kiềm chế. Tại vì chúng tôi phải kiềm chế, chúng tôi ở sa mạc, chúng tôi học được cái đức độ để kiềm chế. Mình cố gắng kiềm chế, không thôi cái máu của một người lính nó nổi dậy. Khi thấy một cái tên công an mạnh khỏe vậy nắm tóc một người phụ nữ đánh xuống đường, xin lỗi, chúng tôi có thể muốn khẩn cấp liền tức khắc tập hợp những anh em quân nhân còn có máu ở nồng để trở về nước liền tức khắc. Nhưng mà chúng ta phải cố gắng chịu được, vì chúng ta muốn giải quyết cuộc chiến Việt Nam trong một hoàn cảnh, trong một bối cảnh an toàn, có lợi nhất cho người dân và tránh đổ máu. Vì sao? Vì lý do Tàu Cộng chỉ muốn lăm le cho chúng ta làm xáo trộn tình hình, thì nó sẽ tiến vào Việt Nam, giống như Nga đã lợi dụng tình hình tại Ukraine để chiếm lấy Crimea, có phải không thưa quý vị? Và bây giờ dù cho Mỹ có muốn và Liên Hiệp Quốc có muốn thì làm gì nữa, chỉ là phong tỏa một số tài chánh của Nga mà thôi, chứ đâu có muốn đem quân lại đuổi Nga trở về Nga đâu. Vì những cái đại cường quốc bây giờ nếu có chiến tranh thì không thể nào tránh được đại chiến thứ ba đó thưa quý vị. Do đó bằng mọi cách chúng ta chỉ có thể mời Hoa Kỳ về Biển Đông để nhất định không cho Tàu Cộng đem quân xâm lược Việt Nam. Nhưng chúng ta phải tìm cách giải quyết chế độ Cộng sản và giải quyết luôn những Tàu Cộng là giả làm công nhân đang ở tại đất nước Việt Nam. Tàu Cộng đang có tại đất nước Việt Nam gần 700.000 người. Và nó đã mua chuộc cái buồng máy của Cộng sản. Người Tàu vào đất nước chúng ta không cần visa, đi qua biên giới đâu ra kiểm soát.
nó đã bán bô xít Tây Nguyên cho Tàu, nó bán Minh Hải, nó bán Nguyên Phúc miền Trung, bây giờ nó đem thêm mấy cái nhà máy khai thác để làm gì? Tàu với cái áo công nhân là những người quân nhân đến đất nước Việt Nam và sẵn sàng chiếm cái đất nước Việt Nam. Do đó Cộng sản Việt Nam không có khả năng nào để chống lại Tàu, vì Tàu nó đã, như tôi trình bày, nó đã nắm lấy cái đầu não của Đảng Cộng sản Việt Nam và nó đã có quân đội ngay ở trong nước Việt Nam của chúng ta rồi. Do đó chúng ta phải, tôi chỉ xin người dân cố gắng ôn hòa, phải hiểu rằng chúng ta đang có một chính phủ, cái công việc nước phải để cho một chính phủ giải quyết. Tôi cũng trình cho quý vị biết rằng đây là một cái cơ hội may mắn, phải tiết lộ giữa công khai, tôi được Mao hứa mời qua Tàu năm 1988. Mao hứa là thầy của Tập Cận Bình. Trên vai vế thì tôi cũng là người lớn hơn Tập Cận Bình đó thưa quý vị. Cho nên chúng ta có cái cơ hội nói chuyện với họ trước khi động thủ, phải không? Đúng vậy. Tại vì chúng ta động thủ bằng cách nào? Quý vị có biết là cái hồ sơ chúng tôi nộp tại Tòa án Liên Hiệp Quốc đòi Tàu Cộng phải bồi thường 15.000 tỷ đô la. 15.000 tỷ đó đây làm cái gì? Là cái tội đã cho Hồ Chí Minh vào Việt Nam lập ra Đảng Cộng sản, cướp cái miền Bắc, xong làm ra cái nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, chiếm luôn cái miền Nam của chúng ta, là chiếm hết cả nước và gây thương tổn nội trong cái ngày Tết Mậu Thân. Miền Bắc chết trên 600.000 người bộ đội, miền Nam chết 300.000 người của chúng ta, chiến sĩ phải hy sinh vì đất nước. Và rồi sau năm 1975 thì có, theo tài liệu của Liên Hợp Quốc thì chúng ta có gần 800.000, hơn trên dưới 800.000 người chết ngoài biển đó vì vượt qua tỷ này. Có đúng không ạ? Cái tội nó nặng lắm. Nhưng mà dừng ở đây, chúng tôi xin trình với đồng bào rằng chúng ta có thù oán gì với người Tàu không thưa quý vị? Dạ không. Chúng ta phải luôn luôn coi người Tàu là người bạn, chúng ta cũng là một người dân tộc như chúng ta vậy. Và sự thật, khi chúng tôi vừa phát tù từ trại Bù Gia Mập trốn về Sài Gòn, chỉ có một số anh em còn đi tới thăm mình, còn đa số bà con ruột thịt không có dám chứa mình trong nhà. Nhưng mà trên con đường đi từ Sài Gòn về tới Cà Mau, trên con đường tôi đi có những người là người Hoa đó thưa quý vị. Cho nên tôi hiểu rằng người Hoa cũng có tình người, người Tàu cũng có lương tâm, họ sẵn sàng làm việc với chúng ta. Và họ cũng đang bị ách thống trị của Tàu Cộng tại nước Trung Hoa bây giờ. Do đó chúng ta không có kêu gọi thù oán người Tàu, chúng ta chỉ muốn chế độ Tàu ở đâu về đó. Tất cả những gì của anh lấy của Việt Nam phải trả lại cho Việt Nam. Như một vị hồi nãy có nói cái câu của César, phải trả lại cho César. Của người Việt thì phải trả lại cho người Việt. Cho nên từ ngày mà Cộng sản vào Việt Nam ngày 30 tháng 4 1975, thì họ chỉ có nón tai bèo che khuất nẻo tương lai và đôi dép râu dẫm nát đời son trẻ. Có phải thưa quý vị? Nếu quý vị nào thấy họ có gì hay hơn, và nếu có bộ đội thì chỉ có Molotov và khẩu súng thôi, không có gì cả. Thế tại sao bây giờ tất cả những tài sản của Việt Nam của mình đó, quý vị về coi cái building nào lớn nhất, cái nhà nào ngon lành nhất, tiền bạc nào ai có nhiều nhất thì tự quý vị trả lời đi. Cái đó ở đâu mà có? Ruộng vườn đó ở đâu mà có? Thì từ đó chúng ta biết rằng cái gì của Việt Nam thì phải trả lại cho người Việt Nam. Tôi không đòi hỏi cái gì quá đáng, tôi chỉ đòi lại công bình thôi. Nhưng mà phải cách đây 25 năm hơn mới làm được chuyện này. Quý vị biết tại sao không? Chỉ có thể tịch thu cái tài sản của Việt Cộng tại Mỹ mà thôi. Tại mình đang được sự yểm trợ của Hoa Kỳ.
họ cũng đồng ý cái phương pháp đó. Phải dụ cho nó đầu tư, đầu tư. Nó tưởng rằng người Mỹ không biết sao, FBI của Mỹ giỏi lắm, CIA của Mỹ là tuyệt vời trên khắp thế giới. Có giấu tiền bỏ đây vào đầu tư. Tôi không nói nhiều nữa, tại vì họ đang có tìm cách họ truy nã. Cho nên tôi chỉ muốn nhấn mạnh một điều, ai biết được tài sản phi pháp của Cộng sản Việt Nam mà tố giác cho FBI cũng được, nếu mà không muốn nói chuyện trực tiếp với chính phủ thì sẽ được thưởng tới 10% nha. Mà cái tài sản phi pháp của nó ở đây là 617 tỷ là năm ngoái, năm nay nó còn tăng lên chút xíu rồi, tại nó hốt cú chó nó chạy. Bây giờ nó hốt cú chó xong, bây giờ nhà băng đông lạnh, bây giờ nó tìm cách nó chống chế một cách nó rỉa cái tiền nó ra thành nhóm nhỏ, thay vì quy tụ vào một anh có vài trăm triệu, vài tỷ, bây giờ nó xé nhỏ ra vài trăm ngàn nhờ người đứng tên đem tới miệng. Nhưng mà may mắn là bây giờ chính phủ Hoa Kỳ có chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời bên cạnh, cho nên họ không có ngơ ngơ như ngày trước nữa nha. Thì dự cộng ngân này khó chạy lắm quý vị. Trở lại vào ý kiến, có nhiều người muốn đưa ra ý kiến ngày hôm nay muốn tôi trở nên làm tổng thống và quốc trưởng để tam Việt Nam Cộng Hòa, thì chúng tôi xin thưa rằng chúng tôi sẽ chấp thuận để mà tiến hành cái đệ tam Cộng Hòa, để khai mở một cái kỷ nguyên mới, giải thể tà quyền Cộng sản Việt Nam. Tuy nhiên, để có một cái nền đệ tam Cộng Hòa chính thức tại ngoại này, nhưng mà chúng tôi cũng phải họp với chính phủ Hoa Kỳ và một số các nước ở Liên Hiệp Quốc để họ bắt đầu công nhận cái đệ tam Việt Nam Cộng Hòa. Vì từ xưa đến nay họ chỉ công nhận cái chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời, cho nên chúng ta phải mất một thời gian để làm việc với họ. Cái thứ hai, quý vị có biết nếu mà một người làm một bất cứ chuyện gì thì phải giữ cái quan trọng nhất là chữ tín. Quý vị không bao giờ muốn ông Đào Minh Quân mà quý vị đang thương yêu mà bất tín cả. Lúc 12 giờ trưa ngày 16 tháng 2 năm 1991, tức là mùng 2 Tết Tân Mùi, tôi lên nhận trọng nhiệm thủ tướng với đôi dòng nước mắt. Tại thật sự tôi không biết thủ tướng làm cái gì, cho nên tôi phải cầu nguyện Thượng Đế Trời Phật ngày đêm để chỉ dẫn cho mình những bước đi, làm sao mà mình thu lại những ân tình, những gì tình thương mà bị Cộng sản nó phá nát, để lấy lại cho đất nước Việt Nam. Tôi có hứa, thứ nhất phải tạo một tinh thần đại đoàn kết. Đại đoàn kết, cho nên không bao giờ tôi dám vì một số vị thương mến tiến cử tôi là tổng thống hay quốc trưởng mà tôi nhận thôi. Thưa quý vị, tôi không muốn sự tiến cử đó sẽ gây thêm sự mất đoàn kết. Cái thứ hai, tôi có hứa trong ngày 16 tháng 2 năm 1991, đêm qua bà xã tôi thấy tôi thức trắng đêm. Tôi thức trắng đêm vì suy nghĩ tới cái ân tình, cái sự tiến cử rất chân thành của những người đồng nhiệm, của những vị trong ba thế hệ, của những vị trong các đảng tôn giáo. Cái điều này để chứng minh cho Cộng sản, cho Hoa Kỳ thấy rằng cái lòng của người dân rất muốn thay đổi chế độ Cộng sản. Xin lỗi, nếu cần tôi là một người vua của Việt Nam, họ cũng sẽ làm đó thưa quý vị. Nếu
chúng ta lật đổ được cộng sản, có phải không thưa quý vị? Nhưng bây giờ chúng ta chưa có lật đổ được. Khi chúng tôi đang là thủ tướng, là đã một cận nhiệm gánh vác bao 27 năm nay nặng nề lắm. Tôi chỉ làm trọng nhiệm, tôi không phải là thủ tướng. Tôi đón nhận cái trọng nhiệm đó để cố gắng có một người đứng ra lãnh đạo cái công cuộc đấu tranh này. Cho nên tôi chỉ xin thưa quý vị cho phép tôi khất lại ít nhất cho đến khi nào chúng ta giải thể được tà quyền cộng sản tại Việt Nam, lúc đó mới tính được không thưa quý vị? Thật sự mà nói, tôi cũng trên lục cùng là cái tuổi retire. Tôi vẫn cầu mong những anh em trẻ hơn, những người có tài đức hơn, có điều kiện hơn và khả năng hơn phải đứng ra lãnh đạo đất nước. Do đó, cái nhiệm vụ chiến lược của chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời để giải thể tà quyền cộng sản Việt Nam và tổ tôi chỉ đem tất cả những kinh nghiệm của mình để hỗ trợ cho những vị nguyên thủ đất nước đó, để khiến cho đất nước chúng ta mau giàu có, mau có đời sống êm đẹp, dân chúng được tự do ấm no, có phải không thưa quý vị? Tôi cũng nhân cơ hội này để mà tạ lỗi với tất cả các cái vị đồng nhiệm, những người trong chính phủ đã tin cậy làm việc với tôi, có người làm tới mấy chục năm, có người làm vài năm. Tôi xin chân thành tạ lỗi cùng quý vị. Cho tôi khất lại. Chúng ta cần phải đoàn kết để triệt hạ được chế độ cộng sản tại Việt Nam, rồi lúc đó tính nha. Xin tấm bạn và xin chào. Xin trân trọng cảm ơn Thủ tướng đã có lời. Xin kính mời đồng bào Việt Nam trong và ngoài nước, chúng ta hãy cất cao ba lời thề son sắt: dân tộc Việt bất khuất, cương thổ Việt bất phân, nhân dân Việt bất ly. Xin cảm ơn. Việt Nam ơi, quyết đứng lên, tay cầm tay nối chi anh hùng, chung sức cùng chung xây quê hương. Việt Nam ơi, không bước mơ, sao là bắn lúc trước xuân hạ, xuân áo này còn rất tuyệt vời.
cùng phân lâm, hãy cùng nhau giành lấy cơ hội. Đất nước này cha ông xây dựng, con cháu cùng gánh vác chung lưng. Sao nỡ hy vọng cùng phân lâm, hãy cùng nhau giành lấy cơ hội. Bầy công đô cấu kết nhau, đem Việt Nam dâng hiến cho bầu. Ôi nước Việt còn chi đua mai. Đồng bào ơi, hãy xiết tay, lưng từ lưng phá đất xịt xiềng, cho nước Việt tự do phú cường. Cầm tay nói chí anh hùng, chung sức cùng dựng xây quê hương. Việt Nam ơi, đất nước ta, sao mà đang lấn chiếm sơn hà, sông máu này còn dẫn tuyết bay. Đất nước này cha ông xây dựng, con cháu cùng gánh vác chung lưng. Sao nỡ để giặc cụ xâm lấn, để cùng nhau giành lấy cơ đồ. Đất nước này cha ông xây dựng, con cháu cùng gánh vác chung lưng. Sao nỡ để giặc cụ xâm lấn, để cùng nhau giành lấy cơ đồ. Bầy công nô cấu kết nhau, đem Việt Nam dâng hiến cho tàu. Ôi nước Việt còn chi tương lai. Đồng bào ơi, hãy xiết tay, lưng từ lưng phá đất xịt xiềng, cho nước Việt tự do phú cường. Hãy chuẩn bị cờ vàng cùng chào đón chính thể Cộng hòa trở lại trên quê hương Việt Nam và đón một mùa xuân tự do Canh Tí 2020. Giờ một ngày mai tương lai Việt Nam sáng tươi, một trời hạnh phúc sống trên đường giữa thế gian. Chứng cầu dân ý bầu Đào Minh Quân, chứng cầu dân ý bầu Đào Minh Quân, chứng cầu dân ý bầu Đào Minh Quân, chứng cầu dân ý bầu Đào Minh.